từng là thủ trưởng của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, chính ủy lữ đoàn đặc công biệt động tham gia giải phóng Sài Gòn, một xạ thủ súng ngắn thuận cả hai tay, một chiến sĩ quân báo ngang dọc trên các chiến trường miền Đông và rừng sát, một cụm trưởng tình báo quân sự xuất quỷ nhập thần. Mỗi tối hôm trước còn ẩn mình trong đường hầm địa đạo, sáng hôm sau đã ăn điểm tâm ở nhà hàng Rivan giữa Sài Gòn qua lệ. Những điệp viên của ông được cài cắm tại nhiều yếu huyệt của kẻ thù, góp phần rút ngắn cuộc chiến. Giờ đây, ông còn là một nhà văn, đang cầm bút làm sống dậy bao hồi ức từ cuộc đời của chính mình. Tất cả đều là một, chân dung đại tá Nguyễn Văn Toàn, tức Tư Can, người anh hùng của một đơn vị tình báo anh hùng. Thanh Bình hôm nay có một người con đến từ hôm qua, từ quá khứ chiến tranh. Người con phương Nam ấy chia tay thủ đô lúc tóc hãy còn xanh, giờ trở lại khi đã là một người đàn ông tóc bạc trắng. Năm 1954, trong những con tàu đưa quân tập kết ra mắt, có anh thanh niên Nguyễn Văn Tàu của đất Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trên đất Bắc 6 năm, ông đã đóng quân và đi qua nhiều miền quê, và sau đó là quân số đầu tiên của sư đoàn 338. Năm 1961, ông vượt Trường Sơn về Nam. Đúng 100 ngày sau, ông đã có mặt tại chiến trường Nam Bộ. Và 12 năm sau, năm 1973, ông lại trở ra Hà Nội để học làm chính ủy sư đoàn, chuẩn bị đại quân về giải phóng miền Nam. Và hôm nay, những ngày cuối năm 2008, sau 35 năm, đại tá anh hùng Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Can, trở lại thăm thủ đô. Không phải như một đứa con đi xa công thành danh toại trở về, mà như một người lính nhận nhiệm vụ vượt bao cửa tử sinh về báo công với vị tư lệnh tối cao của mình. Mỗi loài hoa trái ở đây đều mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tụ hội của mọi miền đất nước. Những trái tim người dân Việt Nam luôn hướng về đây. Hình ảnh Bác đã sâu đậm, là chiến sĩ miền Nam, những kỷ niệm về Bác càng sâu đậm. Niềm tin vào lãnh tụ là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh, giúp ông vượt qua những phút giây sinh tử, giúp ông ngay cả lúc từ hầm sâu địa đạo vừa bị sập, nhìn lên qua lỗ thông hơi đếm từng lính Mỹ bước qua, mà vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng. Chiến đấu trong vai trò chiến sĩ tình báo, ông bao giờ cũng nhớ đến lời dặn dò của Bác. Tình báo là tai mắt, tai phải tỏ, mắt phải sáng, đầu óc định kế hoạch mới sát đúng, chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng tỏ, kế hoạch sát đúng, hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch. Từ lời căn dặn đó, ông đã lãnh đạo cụm tình báo quân sự H-63 lập nên những chiến công huyền thoại. Rất có thể cây víu sữa này có mặt trên chuyến tàu đưa anh thanh niên Nguyễn Văn Tàu tập kết ra Bắc năm nào, bởi nó là món quà được một bà má ở Cà Mau gửi cho con mang ra thủ đô tặng Bác. Chúng tôi đoán rằng ông Tư đang chiêm nghiệm về dấu ấn mà thời gian để lại trên cây vú sữa này, và để lại trong ông những kỷ niệm sâu sắc với những cột mốc lịch sử của dân tộc. Trong cuộc đời làm tình báo của mình, ông Tư Can từng vào ra những nơi sang trọng nhất, cẩn mật nhất, gặp gỡ biết bao nhiêu yếu nhân có thể quyết định số phận của cuộc chiến từ phía bên này hoặc bên kia, nhưng chưa hề có cái cảm giác như khi bước vào đây. Căn nhà và khu vườn này là một nơi đặc biệt đối với người dân Việt Nam, mà nó còn đặc biệt hơn đối với những người con miền Nam trong những năm tháng chiến tranh chia cắt đất nước.
căn phòng làm việc của bác. Đây là một trong những nơi chứng minh sự giản dị, mộc mạc và trí tuệ thiên tài có thể chung sống trong một nhân cách vĩ đại. Những người khách nước ngoài này biết rằng mình đã gặp may. Họ vừa tình cờ gặp gỡ không chỉ một cựu chiến binh Việt Nam mà còn là một anh hùng của cuộc chiến ấy. Ông già 80 tuổi này chính là một chương trong pho sử hiện đại của đất nước mà họ đang ghé thăm. Có biết bao điều để kể sau mỗi tấm huân chương của người lính già đeo trên người. Có biết bao nhiêu câu chuyện từ sau cuộc chiến mà người lính già còn nguyên trong ký ức. Và họ, những người khách nước ngoài này cũng hiểu rằng ông là một nhân vật quan trọng trong buổi viếng thăm này. Như bao nhà hiền triết của phương Đông, từng có một cụ già đứng đây cho cá ăn mà suy tư việc nước. Nhưng khi bình sông thiên hạ thì người ấy đã không còn để vui thú thanh nhạc. Không ít người khi đến đây đã có chung nuối tiếc. Họ không bao giờ còn có thể một lần gặp gỡ chủ nhân của chốn này. Có một ngày giữa thời trai trẻ, ông sải bước trên các đô thị miền Bắc trong một rừng cờ ngợp đất và tiếng hoan hô dậy trời. Đó là ngày ông có mặt trong đoàn quân tập kết đến từ miền Nam. Hôm nay, sau hơn nửa thế kỷ, ông làm người khách phương xa lặng lẽ trở lại tìm người thân. Năm 1973, khi ra miền Bắc học chính quy cấp sư đoàn, ông trở thành con của ngôi nhà này. Vậy là ông lại có thêm một gia đình trên đất Bắc, như đã từng được cưu mang bởi biết bao nhiêu gia đình từ Bắc vào Nam. Cả những ngôi nhà mà chủ nhân biết chắc rằng chứa chấp ông là chấp nhận hiểm nguy cận kề, là tan cửa nát nhà. Mẹ ơi! Anh đang về này! Bà nghe chúng ta đi hồ. Trước cái nào cũng đi với bố quanh hồ. Con ơi, mẹ ảnh có ra không? Không. Ôi giời ơi! Mẹ ảnh không có ra. Giờ ơi, con xem nào. Bây giờ lần này là béo đấy, anh đang tư là lần này là béo. Béo này này, nhìn lên sợ. Béo kìa, béo. Béo trắng kìa, hôm nào mẹ vào nhá. Dạ, cứ là vào Sài Gòn ở ít lâu cho nó ấm. Thắp hương không? Dạ. À không, bắt gặp quá thắp hương rồi. Bên này là thăng. À có hồi bà cậu cái là gì nhỉ? Hội thẩm nhân dân chứ hả? Em đây, em đâu đi? À còn em thôi. Đâu là mình với các cháu chắc của bà. Hồi anh là bên năm nay em đã về đi được 3 năm rồi. Anh được mang học điều ra. Rồi, quà của bà để tặng anh Cang Cang. Ơi, học điều ha. Để tâm má xin. Rất thắp hương không? À không, bắt gặp quá thắp hương rồi. Bên này là thăng. Ôi trời ơi! Sang để mà hoàng hoàng cho nó ấm, để nhớ đến con. Đến cho con, có đại nhai. Ôi trời ơi! Con này Tết ngồi mình nhai nha. Con trai con dâu giỏi quá. Không có dùng, còn để một hai cái đó. Ừ. Đó. Nó là gì hả con? Nó là hồng sâm. À. Hồng sâm thì hơi mệt cái lấy miếng nhai. À. À, đây, đây Thái Nguyên móc câu. Móc câu. Đây. 35 năm, thời gian vẫn làm công việc của nó. Người bố nuôi đã không còn. Người mẹ Vũ Thị Minh Hà nay đã 92 tuổi,
cùng với các con vẫn ở lại ngôi nhà này sau nhiều năm chiến tranh. Đây là lần thứ hai ông Tư Cang trở lại đây thăm mẹ và gia đình. Hồi đó là bố đạp cái xe đạp. Ừ, bố đón con. Rồi ra đèo con về. Đèo anh Tư thì còn bà đi bộ, ông chỉ đèo được một người thôi. Năm nó ra là để học cái lớp bổ túc chánh quỹ sư đoàn ở viện học viện chính trị á, cái lớp đó sơ tán ở Đông Anh á. Đây thì muốn có một cái gia đình vậy đó, đặng mà mình ở trong trường á, mình về nuôi tới vậy. Chứ ở thủ đô mình không quen với ai hết á, thành ra quen với biết mấy em ở bộ đội nè, rồi nó giới thiệu ra nhà của em á, nói với ông với bà ra đó. Thực tế ra là đó là trạm chăm sóc, trạm của bộ đội á, đón tiếp đó. Bà thì không nhớ là năm bảy mấy? 73. Ờ đấy, thế thì anh Tư Cang nhớ. Thì anh ra thì là đi gặp con trai và con đây cũng ở Sài Gòn, cũng ở B2 mãi. Thì mới giới thiệu về anh ra Hà Nội học. Anh ra Hà Nội học thì mới ba má mới đón. Anh này cũng đi đón về nhà. Thì anh Tư về lúc bây giờ thì má trông thì trẻ, còn phong độ mà mà ngoài này mà thấy đeo cái túi ấy thì rất là quý, cái túi cái máy hiêm ngoài này không có của Mỹ mà. Thế thì trong ấn mặt thì rất là ấn tượng mà ai ở trong cái gia đều là con hết. Anh ra đi học thế thì là hàng ngày anh về ăn cơm với má với ba, ở nhà thì đông anh em thì anh thấy gia đình toàn bộ đội cả, con trai con gái con dâu con rể là bộ đội hết. Thế là anh rất quý, anh đi về với lại các em, và các em cũng rất quý, quay lại anh cả. Thế là anh nhận ngay là anh cả, con trai trưởng. Rồi ông cũng rất quý anh, ở đâu cũng đón. Ông thì đi cái xe đạp lúc bây giờ là duy nho, là đi đón anh. Trời sao? Ông là bộ đội chống Pháp mà. Cho nên ông là thương binh chống Pháp. Đây là chống Mỹ. Con gái lớn bà là bác sĩ cũng quân y, thấy cho nhà toàn bộ đội. Tự nhiên là thấy anh ra là quý lắm. Khi anh Tư ra ngoài Bắc này thì thực tế là ai biết anh Tư đi học. Nhưng mà chúng mình là nguyện vọng là từ một cái đơn vị là chế tạo các cái thiết bị thông tin chuyên dụng và đặc biệt là phục vụ chiến trường miền Nam của Tổng cục Bưu điện lúc đó, cùng với bên Bộ Tư lệnh Thông tin. Thế thì làm thì từ cái suy nghĩ của người bác và những cái kiến thức học, người thì ở nước ngoài về, người thì trong nước, cho nên những cái thiết bị đó cảm Ủy ban Thống nhất Trung ương nói rằng không phù hợp với chiến trường thì mọi người rất chăn trở, bởi vì ngoài sách vở ra thì thiết bị khác là của nước ngoài, là của Nga, của chủ nghĩa xã hội thôi, của Trung Quốc thôi, thì nó đều không phù hợp cả. Thế thì trong người bảo ấy thì một cái rất may rủi là các đồng chí của bạn giới thiệu có một người cũng không biết anh Tư đến bao giờ, nhưng mà người có kinh nghiệm biết sử dụng thiết bị và rất gần gũi với cái hệ thống thông tin này. Thì cuối cùng là nhóm chúng mình gặp anh Tư Cang, và đầu tiên là công việc, và anh Tư sẵn sàng giúp đỡ ngay, mặc dù lúc đó anh Tư đang học rất là nhiều việc và thậm chí là chỉ ngoài giờ và kể cả chủ nhật. Thì báo mình nói chuyện là cuộc chiến đấu đen đô kiểu như những câu chuyện đấy nhất, thì cả viện rất là xúc động. Thế thì anh lại cả... sau này mới biết là anh là người mà rất có năng, có cái tài năng về quần chúng. Anh đi thăm chúng mình ở cái nơi tập thể, bởi vì đã làm thông tin thì phải sơ tán. Bây giờ xa vợ con mà để ra đây đi học, chứ không biết là nó lại là tình báo, chỉ biết nó là bộ đội thôi, chứ không biết tình báo. Sau này bà xem phim của anh Xuân Ẩn với cái anh gì làm ấy, thì bà ấy bảo à thì thằng này nó làm thế này, ở nhà các em nó cũng lại nói. Thế nhá, bà cũng sợ quá, nguy hiểm, bà thấy nguy hiểm quá, mà nó lại còn vợ còn con thế này thì cũng tử tế, thì là nó cũng là trưởng thành, mà đến bây giờ này là may lắm rồi con ạ. Thật thế, cũng rất là thương, không thương sau này đi lại quý vợ chồng nó
con nó ra đây, con rể nó ra. Ngoài này, anh bảo thiết bị của Liên Xô làm gì có chịu được không? Cho nên là anh Tư đã giúp đi đến các cái đơn vị lại gửi thư vào trong Nam bằng con đường chuyên lại gửi ra những cái vỏ đạn Đại Liên của Mỹ. Và cũng lần đầu tiên ngoài Bắc này xem được những cái chúng mình biết là điểm và làm mẫu như vậy. Và khi thử nghiệm những cái thiết bị này thì cũng là một bước tiến lớn. Và Tổng cục Bưu điện cũng rất là vui mừng và chấp nhận làm tốc độ để gửi kịp cho chiến tranh. Nếu chúng ta điều khiển bằng radio và khi ta đặt mìn vào đấy và các đồng chí tình báo đi xa ra rồi mới kích cho đỏ thì chúng ta sẽ cứu được nhiều. Ý kiến đó từ năm 1972 đấy. Và tôi cứ nhớ mãi là cứ gì người Việt Nam mình không làm. Nó đi bộ đội mà để bắn được cả hai tay, lúc là chưa xem ảnh chưa xem đâu, nhưng mà nó nói như thế là mình biết là thằng này giỏi rồi. Con bắn súng được cả hai tay có đúng không con? Cái tên như mỏ cái đẹp sai cái gì không mấy gì anh nó có cái mấy gì âm của chiến tranh đó cứ bảo nhất đấy, xong rồi con mặc áo ra mặc bà 35 năm sau quá. Ngày ấy, thời gian ông ra Hà Nội học tập để chuẩn bị lực lượng cho ngày giải phóng miền Nam cũng là những ngày ác liệt nhất của thủ đô. Hà Nội ngập chìm trong biển lửa của đạn bom, đau thương và chết chóc. Từ tháng 5 năm 1972, sau khi Quảng Trị được giải phóng, Tổng thống Mỹ quyết định dùng bom để đáp trả miền Bắc và nhằm cứu nguy cho quân đội Sài Gòn. Khi các cuộc đàm phán về Hiệp định Paris tiến vào vòng trong, các đợt ném bom của Mỹ vào ngay thủ đô Hà Nội càng ác liệt hơn. Người Hà Nội đã chịu đựng quá giới hạn về lượng bom đạn người Mỹ đã rải xuống đây trong những ngày leo thang chiến tranh. Có những con phố ở tại Hà Nội bây giờ, nhà nào cũng có chung một đám giỗ như ở Khâm Thiên, Kim Liên. Có những trường học không còn bóng dáng trẻ thơ, những lớp học đầy tang thương, ngập trong bùn đất và xác người vì bom B-52. Những ngôi nhà tan hoang đổ nát. Trong những tháng năm này, nhiều diễn viên, nhà báo, nhà học giả đã đến Hà Nội. Những điều mà thế giới nhìn thấy khó có thể tin được, nhưng người dân Hà Nội dạng dày bom đạn vẫn ngẩng cao đầu. Hà Nội trở thành một Điện Biên Phủ trên không. Một nhà báo Pháp viết về Hà Nội năm 1972 như thế này: một thành phố luôn luôn sôi động và hài hòa, tài giỏi và bình thản. Nhận định ấy đúng đến tận bây giờ. Hà Nội vẫn hài hòa và bình thản trong những ngày cuối của thập niên đầu thế kỷ 21. Buổi mai yên lành này chính là món quà mà thủ đô gửi tặng người con phương Nam đã từng vì giải đất này mà xa vợ, lìa con, không tiếc máu xương. Sau ngày chiến thắng vẫn không màng danh lợi, chọn một cuộc sống tự tại thanh thản như mặt nước hồ kia. Chiếc cầu xinh đẹp này dẫn vào một thành phố được mệnh danh là trung tâm khí cụ chiến tranh, một thành phố quân cảng lớn nhất của nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi bắn phát đại bác đầu tiên, mở đầu cho cuộc nội chiến của nước Mỹ, thành phố Charleston,
Nam Carolina. Đặt chân lên chiếc tàu sân bay đã từng tham chiến tại Việt Nam năm 1965 và từng chở trên mình nó những chiếc máy bay có nhiệm vụ ném bom hủy diệt tại Việt Nam, mà đặc biệt là mảnh đất Củ Chi. Nay dù chỉ còn là một di vật lịch sử cho khách tham quan, chúng tôi vẫn cảm thấy dưới chân mình sức nóng của lửa napalm, vẫn nghe đâu đây mùi thuốc súng và tiếng bom đạn đinh tai vốn quá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Một trong những địa điểm được mệnh danh túi bom chính là Củ Chi, chỉ cách Sài Gòn hơn 40 cây số đường chim bay. Phía bắc chiến khu Bội Lợi là căn cứ Dương Minh Châu, bên kia sông Sài Gòn là căn cứ địa Liên Hoàn, gồm các khu Nam và Bắc, huyện Bến Cát. Các chiến khu này dính liền với chiến khu D, cái đuôi của đường mòn Hồ Chí Minh. Củ Chi trở thành nơi thuận lợi nhất để tập kết bộ binh, pháo binh, xe tăng từ các chiến trường chính dồn về đánh đòn quyết định vào Sài Gòn khi thời cơ đến. Hiểu rằng mất Củ Chi là mất Sài Gòn, người Mỹ bố trí hai sư đoàn lừng danh của họ hai bên sông Sài Gòn. Đó là sư đoàn 1 bộ binh Anh cả đỏ tại Lai Khê, Bến Cát và sư đoàn 25 bộ binh tia chớp nhiệt đới tại Đồng Dù, Củ Chi. Bất chấp sự chênh lệch về lực lượng, những người du kích Củ Chi vẫn quyết bám giữ vị trí yết hầu này bằng mọi giá. Tụ hội về đây tham gia vào cuộc chiến không cân sức ấy có đơn vị của ông Tư Can. Đầu năm 62 á, khi tôi ngoài Bắc về đại quý làm cụm trưởng của cái cụm hồi đó kêu A18, sau này đổi lại là cụm H63, thì về ở cái vùng này nè, thì như vậy là anh em ở đây từ đầu 62 ở cái khu rừng Tầm Dông này nè. Đó. Trên này là lộ 15, dưới này là sông Sài Gòn. Đây là bực hầm đá, là nó ở cái địa thế tương đối là hiểm trở. Bị ở cái vùng này đó là chịu ảnh hưởng của cái sư đoàn 25 bộ binh Mỹ tại Đồng Dù, nó hay qua đây. Anh em ở trong cụm đào một cái hệ thống địa đạo chừng 250 mét thôi. Bởi vì cái đất ở đây là nó cứng lắm, đào đá ông mình đào cong queo vậy đặng cho cái thằng Mỹ nó không chung xuống được. Hai tác giả người Anh John Pennicott và Tom Mangold trong cuốn Hầm Củ Chi, câu chuyện khó tin về chiến tranh trong lòng đất ở Việt Nam, đã viết: hệ thống địa đạo ngoắt ngoéo ấy không do một kỹ sư nào thiết kế, việc xây dựng cũng không do một chỉ huy quân sự nào ra lệnh thi công. Ngay cả việc gợi ý từ Hà Nội của ông Võ Nguyên Giáp cũng chẳng có. Rồi lại đào 200 mấy chục mét địa đạo ở đây và có 4-5 cái nắp trầm. Đi một đoạn thì gõ bụp bụp về, biết cái nắp chỗ đó dở lên thì chung xuống, rồi đi một đoạn gõ cùng hết, nó gỡ nắp bổng leo lên trên đó, thì nắp trầm nắp bổng là vậy. Còn ngoài ra có những ổ chiến đấu để mà canh gác nó. Đúng là không có một kỹ sư nào thiết kế nên hệ thống địa đạo này, nhưng bằng trí khôn của người nông dân vốn đã quen thuộc với đất đai của mình và bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt, người du kích Củ Chi đã thực sự tạo được một không gian ngầm để sống và chiến đấu trong lòng đất. Đồ nguy hiểm. Năm trận đánh đầu tiên của trong huyện này á, huyện Củ Chi á, mà quánh Mỹ chết ở trong địa đạo là quánh tại đây. Quánh tại đây giờ còn những cái miệng hầm rồi giống như hồi trước, sau mấy mươi năm rồi cũng thấy nhận ra cái miệng hầm đây. Về quy mô, hệ thống địa đạo có tổng chiều dài toàn tuyến là trên 200 km với 3 tầng sâu khác nhau. Tầng trên cách mặt đất khoảng 3 mét, tầng giữa cách mặt đất khoảng 6 mét, tầng dưới cùng sâu hơn 12 mét. Những đoạn địa đạo đầu tiên
được đào vào khoảng thời gian 1946 đến 1948 bởi quân dân hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Họ đào những đoạn hầm ngắn, cấu trúc đơn giản dùng để ẩn nấp, cất giấu tài liệu, vũ khí. Đến giai đoạn 1961-1965, các xã phía Bắc Củ Chi đã hoàn thành tuyến địa đạo trục gọi là xương sống. Sau đó các đoàn thể, cơ quan, đơn vị phát triển địa đạo nhánh ăn thông với tuyến trục, hình thành những địa đạo liên hoàn giữa các ấp, các xã và các vùng. Trên mặt đất, quân dân Củ Chi còn đào cả một vành đai giao thông hào chằng chịt kết nối với địa đạo. Lúc này địa đạo chiến đấu cũng được đào chia thành nhiều tầng, nhiều ngõ ngách. Ngoài ra, bên trên địa đạo còn có rất nhiều ụ chiến đấu, bãi mìn, hố đinh, hầm chông được bố trí thành các cụm liên hoàn, tạo ra trận địa vững chắc trong thế trận chiến tranh du kích gọi là xã chiến đấu. Đến năm 1965, bằng công cụ duy nhất là chiếc cuốc lưỡi cùng mà nông dân đất thép đã dùng qua bao nhiêu mùa ruộng, lưỡi mòn chỉ còn bằng bàn tay, người Củ Chi đã tạo ra một mạng lưới địa đạo, không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là nơi sinh sống, cứu thương, hội họp, kho chứa vũ khí. Địa đạo được đào trên một khu vực đất sét pha đá ong nên có độ bền cao, ít bị sụt lở. Do nằm sâu dưới lòng đất, địa đạo có thể chịu được sức công phá của các loại bom tấn. Không khí được lấy vào địa đạo thông qua các lỗ thông hơi. Các khu vực khác nhau của địa đạo có thể được cô lập khi cần. Còn lối thoát chính thường được trổ ra sông. Bến này luôn luôn có chiếc xuồng. Có chiếc xuồng hễ mà tụi nó từ cái đồn Phú Hòa Đông đó, bên đồng dù nó kéo qua đó. Thì điện đài đằng này kia đó bỏ lên cái xuồng đó. Và anh em chừa một tổ là chiến đấu thôi. Còn nhiều đi qua bên cái căn cứ đó. Thì thường nhà ở trong mấy cái lùm đó, lùm dọc biển á. Rồi nếu mà trên sông này có tụi gian thuyền của giặc nữa đó, thì là đi thẳng vô qua cánh đồng, đi vô trong xã Phú An. Xã Phú An, An Tây với bệnh, cũng có một cái căn cứ có địa đạo đồ bệnh. Nói chung là tụi này, cái căn cứ dưới gần đồn Phú Hòa Đông hồi nãy đó là một ha. Đây là hai ha. Bên An Tây là ba. Rồi là khi mà ấy là trên Long Nguyên cũng có một cái. Tạm thì nói chung phải ở di động vậy đó. Ở một chỗ là chịu không nổi với tụi Mỹ này đâu. Vì nó càng quét dữ lắm. Mà cái vùng này mình thấy vậy chứ hồi xưa đó nó rải chất độc xuống đó là chết cây chết cấu hết. Không còn cái gì. Thành ra thường xuyên nếu bám bên đây là ở địa đạo. Còn nếu mà nó ấy thì xuống xuồng bơi qua bệnh. Rồi nếu mà nó bố hai bên sông không thì chạy vô Phú An, An Tây là qua cánh đồng vô tới cái trống thì tụi này cũng có địa đạo trống. Thì ở đây có 200 mấy chục thước địa đạo nè. Rồi xuống biển, đây là kêu dãy biển hai bên sông này nó cũng rộng lắm. Mỗi bề thấy không, cái biển là 5-10 mét nếu mà kẹt quá chung trong mấy cái vậy cũng trốn giặt được. Người ta nói biển theo sông này cũng là cái căn cứ dài theo sông Sài Gòn đó chứ. Thì bên kia biển sông, bên kia Sài Gòn, tụi này có một cái nhà tạm ở trong đó. Biển là một dải cây xanh, xen lẫn những bụi rán, những đám ô rô, cóc kẹt. Biển không bị ảnh hưởng bởi chất khai quang, vì rễ cắm sâu xuống đáy sông. Đã có lúc dòng sông này là lằn ranh sinh tử, là biên giới giữa sống và chết. Giờ đây, nó vẫn chở nặng bao ký ức chiến tranh. Thì cái năm 66 tôi ở trong thành ra thì tụi nó báo nói có 5 cái xe tăng Mỹ. Sau nó chạy tới cái bìa sở cao su Michelin, tức là gần cái đường 15 á. Nó ngó trăm hơi rồi nó quanh về. Thì mình mới theo cái trí thức quân sự mình đoán và nói với anh em đây là nó trinh sát cho cuộc hành quân. Bây giờ để 6 đứa tương đấu lực lượng á tại đây để mà ứng chiến với tụi Mỹ. Còn cụm trưởng nè,
chỉ núi nè, rồi điện đài nè, thì về chỗ nhà mà xe đó, sâu vô trong bót nữa. Kể từ sáng sớm, xe sư đoàn 25 của Mỹ, kể như đồng dù bắt đầu nó qua. Qua là kể như ồ ạt là xuống tới đây rồi. Kể như gắn là 5-10 chiếc xe với trưởng ấp Hà, kể như xung phong ra vô đập thật thân hết. Đó, rồi anh em tất cả đều trên dưới gì dưới này có khoảng chừng trên 30 người. Đó, một cái ngày đó sớm mơ mà riết dần co riết tới 8 giờ đêm. Cái thì ở với tôi là phân công với tôi là kể như 6, tôi là 6 người. Kể như anh em đi xuống cái gì đạo là tản lạc đi đâu mất hết. Cái tôi bò cũng đi kiếm người này xong rồi tới người khác. Ngày đó trời nó mưa tới chiều tối, mưa tầm tã. Thì tôi gác cái miệng hầm này chứ tôi ngó lên Mỹ rồi. Cài xấu qua xấu lại. Kể như Mỹ nó làm dữ vậy thì vô hết. Thế rồi anh em ở dưới hầm á, thấy tôi nó không có sao. Thằng Mỹ mà không có xịt thuốc độc như này thì kể như mình không có chết. Đó, mà Mỹ mà nó xịt thuốc độc đây thì mình chết hết. Cái máy của tụi Mỹ bên đó nó đem qua để dùng phá địa đạo với phá hầm bí mật. Cái này gọi là cày lá mã, thấy không? À, và nó còn cái tên nữa, dịch ra là hùm beo. Thì tất nhiên là với cái lữ này nè, nó cày sát đất á, để mà những cái nắp hầm bí mật hay nắp địa đạo của mình á, thì như vậy là nó hất lên hết, mà sức nó mạnh lắm. À, nó thường 50 tấn đổ lên cái chiếc này. Thành ra tụi này nằm ở dưới địa đạo, nó chạy ở trên, nó nghe đất rung rinh vậy nè. À, rồi cũng có lần ở Phú Hòa Đông đó, nó chạy qua một cái là nắp hầm chinh lên hết. Một cái là nó dùng cái sức nặng để cái địa đạo nào mà đào không có chỗ đất cứng á, mà chừng một thước dạng vậy đó, một thước đất á, thì nó có thể sụp. Địa đạo đang dài 200 mét vậy đó, thì đủ không khí thở. Nhưng mà nó chạy, nó cán giữa chừng một cái là bị ngộp. Là khi mà nó tập trung, nó tấn công chúng ta đó, thì có thể là hầu hết lực lượng võ trang của ta là tróc, hay là không bám được ở cái vùng địa đạo Củ Chi. Nhưng mà H-63 vì cái nhiệm vụ đặc biệt là phải bám cái vùng đó để liên lạc vào trong nội đô. À, vậy là cơ sở. Cho nên anh em là quyết tâm bám lại. Phải nói rằng cũng nhờ cái hệ thống địa đạo ở Củ Chi, anh em tận dụng cái đó là bám trụ. Nhưng mà cũng có lúc là phải rời Củ Chi ra để lội ngang sông Sài Gòn qua bên An Điền để mà tránh địch. Nó cũng có thế. Nhưng mà suốt những cái năm đó là anh em đều bám trụ được. Không có lúc nào mà bỏ cả. Không lúc nào mà đứt liên lạc với nội đô. Trong thời gian đó anh em hy sinh rất nhiều. Có thể nói rằng nếu mà tính về cái quân số, thông thường anh em ở bám trụ võ trang vùng đó thì khoảng trên dưới 30 người thôi. Nhưng tất nhiên là nó thay phiên nhiều lớp. Cái lớp hy sinh nhiều hơn cái số 30 mấy người rất nhiều. Mà chính là nhờ cái quyết tâm của anh em bám đó, rồi khi cần thiết đánh Mỹ, đánh xe tăng, bắn máy bay để bám trụ. Cơ quan lãnh đạo khu Sài Gòn Gia Định đóng tại Bến Dược, cơ quan lãnh đạo của huyện Củ Chi nằm tại Bến Định, đều dọc theo đường 15 gian sông Sài Gòn. Hai cơ quan lãnh đạo của phía đối phương cùng nằm trên vành đai phòng thủ cho Sài Gòn. Củ Chi tất nhiên phải là mục tiêu quân sự số 1 của Mỹ. Quân Mỹ đã đổ rất nhiều công sức vô hiệu hóa hệ thống địa đạo Củ Chi. Khi đã sử dụng hết mọi phương tiện chiến tranh từ bom tấn, chất nổ, vũ khí hóa học, máy cày siêu trọng mà vẫn không phá được địa đạo, người Mỹ đã phải dùng đến phương cách cuối cùng, chấp nhận đưa những toán lính được đào tạo đặc biệt với biệt danh chuột chuỗi, nhỏ con lanh lợi, trang bị vũ khí tối tân để mạo hiểm chui vào một chọi một với quân du kích trong những đường hầm tối om do đối phương thiết kế. Khi nó cho một cái tổ, nó về đồng dù nó rước một cái tổ chung địa đạo qua đó, thì tiếng Mỹ nó gọi là Tonnenran, nghĩa là tổ chuột cống. Mà cái tổ đó chuyên môn
là đào tạo bên Hàn Quốc dùng những cái người mà nhỏ con, người Mỹ nhỏ con để mà chiến đấu với địa đạo với mình. Thì bữa đó nó chung xuống ba thằng. Khi mà xe tăng nó trên nó dàn hết. Thiền Vương này là làm tổ trưởng, trong đó có thằng Đạo, thằng Lợi rồi nữa. Khi nó leo lên á, mày ngồi trên nắp bổng này nè, ở dưới nó lên Vương này, nó rút cái lựu đạn nó buông xuống cái bàn Mỹ với chết queo. Củ Chi là hình ảnh thu nhỏ và rõ nét nhất của chiến trường Việt Nam. Quân đội Mỹ đã tập trung vào đây những đơn vị tinh nhuệ với quân số áp đảo. Chỉ trong 2 năm 1966-1967, quân Mỹ đã tiến hành hai cuộc càn quét lớn ở Củ Chi. Tháng Giêng năm 1966, Mỹ mở cuộc càn Crimp có sư đoàn 1 bộ binh cùng lữ đoàn dù 173. Tháng Giêng năm 1967, trong cuộc hành quân Cedar Falls, ngoài sư đoàn 1 bộ binh, lữ đoàn dù 173 còn có sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới, lữ đoàn khinh binh 196. Tức chỉ trên một phạm vi nhỏ hẹp cặp hai bên sông Sài Gòn mà quân Mỹ triển khai đến hai sư đoàn, hai lữ đoàn. Thế mà hệ thống địa đạo vẫn tiếp tục tồn tại và mở rộng trong lòng đất. Vì Củ Chi là khu vực quan trọng vùng giáp ranh với Sài Gòn, người Mỹ đã rải hàng triệu ga lông chất độc dioxin xuống các tỉnh của miền Nam Việt Nam để hủy diệt cỏ cây trên mặt đất và tiêu diệt đối phương. Vì nó là trận đầu tiên đánh Mỹ trong địa đạo của Củ Chi, rất quan trọng, thành ra giữ cái hiện vật đó lại, bỏ trong thùng đại liên rồi dục ở dưới sông dưới đồ, nay nó còn đấy. Lấy lá quốc kỳ mà phủ nó lại để mà giữ riết tới bây giờ, người ta biểu giao bảo tàng nhưng mà không có giao còn đây. Các cái thứ giao hết rồi. Đó. Đây, cây súng thời đó đây. Không, mày phải biết tao xạ thủ rồi. Thì nó giao về cây súng côn của Mỹ nè. À. Còn nhiêu đạn đây nè, còn kể như băng này bãi cục à. Đây bãi cục à. Băng trời hết mấy cục à. Còn đây bây giờ tôi thấy con đuôi này thấy nhiều. Băng một cái kêu cái nó bị đầu đạn bự. Chuyện đã 5 năm nhưng vẫn như in vào tấm khảm. 5 năm ròng một sư Mỹ đánh vào A-18 chúng tôi, B-52, B-57, tàu thủy, tàu bò, hóa học, hơi cây. Cỏ cây chết, đất đa trụi nhưng con người không lấy chuyện. Người chiến sĩ thời ấy nay đã là trung đội trưởng, đường địa đạo xưa vẫn là căn cứ vững chắc của cụm tôi. Còn sư 25 tia chớp nhiệt đới nay đã cút rồi, mang theo quốc hận vì những con đường địa đạo. Ôi đáng quý, đáng yêu và đáng ghi vào lịch sử, những con đường địa đạo đất Củ Chi. Tòa nhà có hình ngũ giác này được xây dựng để hợp nhất 17 bộ chiến tranh của Mỹ thành bộ quốc phòng. Chủ nhân lâu năm nhất của nó là McNamara. Những quyết định ra đời trong tòa nhà hình ngũ giác này có liên quan đến cái chết của khoảng 58.000 quân nhân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Bộ não chiến tranh đặt tại đây chịu trách nhiệm về 7,8 triệu tấn bom đạn mà người Mỹ dội xuống chiến trường Việt Nam, lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng
trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Là một siêu cường, nước Mỹ chấp nhận đổ hàng trăm tỷ đô la vào cuộc chiến này và sẵn sàng chi đến 3 tỷ đô la mỗi năm cho đội quân 1 triệu người của chế độ Sài Gòn, một quân đội được xem là mạnh nhất Đông Nam Á khi ấy. Đầu năm 1962, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ ở Việt Nam được thành lập, thay thế cho cơ quan viện trợ quân sự. Đến cuối năm 1962, đã có gần 4.000 cuộc hành quân càn quét quy mô lớn theo mô hình quân đội Sài Gòn, cộng vũ khí Mỹ, cộng cố vấn Mỹ. Mô hình này không đạt được tham vọng bình định miền Nam Việt Nam của người chủ Ngũ Giác Đài, nên đã chấm dứt vào ngày 8 tháng 3 năm 1965, khi những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ xuống Đà Nẵng, chính thức khai mào cuộc chiến trực tiếp của người Mỹ. Mỹ còn lôi kéo 5 nước đồng minh gồm Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines với số quân lúc cao nhất hơn 70.000 cùng tham chiến với 550.000 quân viễn chinh Hoa Kỳ. Từ vĩ tuyến 17 trở vào, mọi địa danh đều được xem là mục tiêu quân sự, một vùng đất hình tam giác mà một đỉnh là Sài Gòn, cạnh đối diện là biên giới Campuchia, trở thành mục tiêu quan trọng bậc nhất của cả hai phía. Vị trí quan yếu cần lực lượng tương xứng. Tam giác chiến lược này trở thành địa bàn hoạt động của đơn vị ông Tư Cang, khi ấy là cụm tình báo quân sự A-18. Những cái năm đầu là ở bên Bến Định á. Bến Định của cái xã Nhận Đức ở bên kia sông á. Nhưng mà khi mà những cái năm sau khi Mỹ nó tới đó, những cái năm sau mà 65 Mỹ đổ bộ, từ 66 đổ đi đó, thì kèm với cái bên đó đó phải có cái căn cứ bên này. Bên này là xã An Tây, bên này nó thuộc về tả ngạn sông Sài Gòn, bên kia là hữu ngạn. Thì có gì đó mình bển á, thì mình chèo ghe băng qua cánh đồng thì nó tới căn cứ này. Căn cứ này thì thường là để bộ phận nặng ở bên đây, đài vô tiếng điện để đánh mọt xì về trên á, rồi cơ công sửa máy, rồi cơ yếu để dịch điện này kia là nó nằm bên đây. Thì nói chung bộ phận đài, bộ phận nặng nó ở bên đây, còn cái bộ phận mà tiếp xúc với lại giao thông viên ở trong cái ấp chiến lược rồi đó là nằm ở bên kia. Nhưng mà khi có gì thì rút qua bên đây, rồi bên đây có bị bố càng lung thì rút qua bên kia. Hai bên bờ sông nó cơ động nhau vậy. Tụi tôi là lực lượng võ trang của xã thì tụi tôi ở đây. Thường phối hợp với mấy anh trong cái đơn vị của quân báo này cứ đi trừng ta. Sáng thì đi trừng ta coi có tụi nó có treo bong bóng đâu không. Bị gì tình báo hồi đó tụi nó ưa treo bong bóng mà nó dùng bong bóng căn cứ của mình ở đâu nó treo bong bóng đó để nó quấn bộp. Quấn B-52. Cho nên là hồi đó tụi này ở đây. Thì cái hầm nãy là cái chỗ nãy chú Tư ông nói á, Tư Cang nói á, thì cái hầm đó là ông ăn thông với địa đạo tụi này. Còn ở đây là cái miệng hầm này là cái chỗ mà mấy anh điện đài ở, mấy anh điện đài ở riêng, anh đào sâu lắm nè, đào xuống gần đụng nước chứ á. Cho nên là cái miệng hầm này nó đào nhiều mà mấy ảnh ở đây máy để dưới, có anh thì leo cây gác để mà thường thường là điện đi. Đó. Cho nên là cái hồi đó tụi tôi ở đây thì cũng qua lại thường xuyên với đơn vị này. Nếu nói chung là kể gắn bó kể như một thôi. Đó, đơn vị mấy anh mấy chú ở đây cũng vậy. Thì cứ có lính càng vô thì tụi này có mìn thì cùng với mấy anh trong cái đoàn quân báo đem đi đặt mìn đánh xe tăng rồi chặn các con đường đó. Nói chung là không cho nó lại gần căn cứ của mình. Đó, mà nó đâu có biết mình ở đâu nói. Đó, mình quánh rồi mình xuống hầm mình đẩy nắp lại thì nó hoàn toàn nó không biết. Nhưng mà nó biết khu vực này có máy của mấy anh này. Nó dùng máy bay, nó quánh bom B-52, nó quánh dài, dọc bưng này, nó quánh nói chung đó. Chung quanh đây là quánh bom nhiều lắm. Trên bản đồ, mảnh đất này tựa như một đầu mũi tên nhắm thẳng vào trái tim của chính quyền Sài Gòn.
Tam giác sắt là cái tên do chính quân đội Mỹ đặt ra để chỉ một vùng đất hình tam giác với cái đỉnh là thị tứ Bến Súc, thị trấn Bến Cát và một điểm trên sông Thị Tính gần chỗ gặp sông Sài Gòn. Nó bao trùm đất của ba huyện Củ Chi, Bến Cát, Trảng Bàng, cách sông Sài Gòn từ 30 đến 50 cây số về phía bắc, tây bắc. Do vị trí trọng yếu của nó, Mỹ đã bố trí những lực lượng tinh nhuệ nhất của họ trên cái cạnh dài nhất của tam giác này. Với sự kiện ngày 18 tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên trên thế giới, 27 máy bay B-52 xuất kích từ đảo Guam, rải bom xuống ấp Bờ Cảng và Trảng Lớn, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát. Thì bên đây đó, nằm hẳn những có H-630 mà nó có cái cụm A-2, rồi có cái cụm A-36, A-36 mà có anh Hùng Nguyễn Xuân Thương trong đó. À, thì nó nằm ở trong cái khu vực của cái xã An Tây này. Thì làm như là cái đơn vị này, đơn vị tình báo này đi đâu á, thì giặc nó có điểm nó theo đó. Hình như là cái tiếng đánh mọt của mình á, nó nắm được. Thành ra nó giao hội, nó biết điểm. Thành ra thường là bị càn quét. Có một trận càn kêu bằng nó phối hợp cả các cái binh chủng. Ví dụ như là bữa đó tôi từ Sài Gòn ra thì cùng với anh em sinh hoạt ở dưới cái hầm này. À, thì trực thăng ở dưới Sài Gòn nó bay lên một cái là nó quần luôn cái này là rất khó thoát ra. Thì trên kia là cái có nắp, còn đây là cái hầm kêu bằng vuông vứt để sinh hoạt. Thành ra không có nắp, không có đường chung. Theo kinh nghiệm của mình nói nó vừa thoát ra tao hô chạy thì tất cả phải dọt lên chạy, không thì dưới hầm tới 7 đứa mà. Thì mình thấy trực thăng nó vừa ra đặng cho phản lực nó tới rồi thì xe tăng nó tới liền, nó quýnh phối hợp cái kiểu đó. Mình mới ra đâu có nhận rõ cái hướng, cái thì sau đó mình mới quay trở lại mình ngó phía này. Đúng là cái hướng qua mà máy bay trên này thì hai chiếc phản lực nó quần, nó bắn. Thành ra nó bắn, thá. Mình chạy không? Vậy là cái này thì nó một chiếc dép nó mang ở trong cái cây. Rồi bỏ luôn chiếc dép, còn chạy con chiếc. Mà đạp trên cái đầu đạn thì phòng chân. Tức là nó vừa bắn xuống cái đầu đạn còn nóng hổi vậy đó. Thì mình chạy mình đạp cái mình biết là nó bắn, nó ghi mình mà không trúng. Em chạy lại kia thấy thằng ghém nó đưa tay lên nó quắt. Chứ lúc đó mà nó không quắt, không biết cái địa đạo đâu bị gì. Mình đang chạy về xe tăng theo vậy mà mình ngược lại chút vậy nè. Bị nhận ra cái hướng đó. Thì tới đó thấy cái tay nó quơ quơ lên cái chạy riết lại. Hộp xuống địa đạo cái đậy nắp lại. Để bình định được mảnh đất này, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ tại Nam Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968 là Đại tướng Westmoreland đã làm theo lời khuyên của viên tướng MacArthur. Muốn thắng chiến tranh du kích chỉ có cách đốt sạch. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trên mặt đất. Nhưng cục diện chiến trường miền Nam khi ấy không chỉ nóng ở tam giác sắt. Người Mỹ phải chiến đấu chống lại cả một thế trận liên hoàn đã được bày ra. Vậy một cái đoàn xe mà như thế này nè, khoảng 50 chiếc, thấy không? Thì trong lúc đó thì anh em có 9 đồng chí thôi. Một khẩu B-40, một khẩu A thế tăng. Đó. Mà giờ nếu ta chạy thì nó cũng tiêu diệt. Cho nên buộc lòng phải chiến đấu để bảo vệ an toàn. Đó. Thì trong khi chiến đấu như vậy là nó càng vô. Thì cái khẩu đồng chí Thư bắn khẩu B-40 thì bắn chiếc xe đầu, không trái bị thương. Địch nó lùi lại thì nó tập trung quả lực. Nó 5-6 xe vậy tập trung quả lực nó đánh. Nó biết mình không biết lực lượng lớn nhỏ của B-40 A-T tăng. Cho nên nó đánh. Nó đánh xong rồi á, hầu nó càng vô thì ta tiếp tục nổ súng đánh nữa. Mà nó đánh coi như từ giấc khoảng chừng 9 giờ đánh trước tới 3 giờ chiều. Bị nó phát hiện nắp hầm, nó chui theo.
Chu theo thì trong thời gian đó thì kiệt sức quá rồi. Thì tôi nghe nó xuống ba thằng. Nó rọi đèn thì dòm thấy ánh sáng lọt xuống. Tôi nói chi nhắm tôi nói chết tụi xuống. Trong khi là tôi thấy ánh sáng là chuẩn bị là tôi móc cái đồng tư xưa ra tôi tính tôi bắn. Mà móc cái đồng tư ra thì tính thôi giờ bắn chết con thằng thôi. Mới suy nghĩ. Giờ lúc móc rồi mà làm sao ra. Mà trong cái mình mang cái trái nào cũ mới thì mình biết. Móc ra thì rút cái trái cũ thì sợ hả mà quýnh trái cũ thì nó lép. Thì nó lép thì nó chạy uổng. Móc trái mới ra thì tụ đạn nó xuống. Xuống là nó vừa đậu cái nắp hầm đó là bật cái muỗng ra nhét xuống là tụ ra cái quái là nổ. Trong khi nổ là tối tăm mày mặt hết, tôi đâu có biết cái gì. Đó. Cái nó ho nó sặc nữa. Cái đồng chí trong bên trong á mới bật cái đèn pin quáo rồi. Chỉ là đừng có ho, bị nó chỉ là địch Mỹ nó ở trên á, sợ phát hiện. Tôi nói giờ thôi, giờ hết xiết rồi. Giờ các đồng chí cho ra thay tôi. Để là giữ vị trí chiến đấu. Thì cái đồng chí tép ra thay thì trong vòng 5 phút là nó đánh đồng chí hy sinh. Thì tới 4 giờ rưỡi chiều bắt đầu nó lấy xác mấy thằng Mỹ ở dưới địa đạo không được, nó mới là quỷ diệt anh em hy sinh. Ở trong trận đó thì chỉ chiều lên thì chỉ còn có tôi đồng chí Nhậm. Mày giờ ở đây hả Mộc? Dạ, xin cứ đây chú. Cứ đây, còn nhà mày giờ cất đó đó hả? Bên đây. Vậy đỡ quá, mày ở đây mày gác cái căn cứ của H63 luôn. Năm 66. Năm 66 thì tụi nó mới bắt đầu vận dụng cái miền Claymore của Mỹ đó. Bữa đó thì tao với ông Năm Ước, phải không? Dạ. Đi ở quầy ấp chiến lược Phú Hòa Đông đi về. Về tới đây thì gần căn cứ rồi. Đó, thì thấy hai anh em mà thấy vững vàng rồi, đâu có gì phải cảnh giác. Nó kích ở đây một vạt, thấy không? Đó, đây là cái đường Michelin đi xuống đây nè. Nó kích cho nghĩa là không biết là bao nhiêu, nhưng mà cỡ nó cũng hai tiểu đội. Nó bị kích, nó vô, nó núp ở trong chầu vậy, rồi nó dẫn mình lên mò theo cái đường mòn đó. Vừa về tới đây thấy gần anh em mình rồi. Trời, nó nhấn một cái, kêu một cái rầm, biết hàng chục cái Claymore mà nó quánh mà cái tiếng nổ kinh hồn rồi. Hai anh em nghe là quay lại chạy một mạch, chạy bắn không bắn chết. Vô tới bìa rừng thở, hỏi gì mày. Cái hơi giả thì cái miệng thuốc rê không à. Giả nói mò. tức là giả nói miệng Claymore đó. Tao mới hỏi, ủa? Mo sao táo mày không có trúng viên nào hết á, bởi vì mo thường thường nó quánh á, thì nó quánh nó mỗi một cái ấy nó mấy trăm viên mà nó hàng chục trái thì tất nhiên là nó quánh, tất nhiên mình cũng trúng viên á. Ủa sao táo mày nó quánh mo mà táo mày không trúng cái viên nào hết á. Mới suy nghĩ không ra nói thôi, tối nay tao mày nghỉ đây một lát cho ông phẻ rồi tao mày ra bìa xóm á, ra xóm kiếm cơm ăn. Rồi coi bụi tre nào đó chung trong ngủ. Nghỉ hơi ra xóm. Ra xóm cái gặp đồng bào. Nói trời đất ơi. Hồi nãy mấy ông quánh nó cái gì trống dữ vậy. Mà nó khiêng về đây quá trời. Tao hỏi khiêng mấy khiêng. Nó nói 6-7 khiêng. Còn cái lớp mà què. Mà ôm nhau đi đó là mấy thằng nữa. Trời đất ơi, cũng nghĩ không ra là nói với dân, nói mẹ nó quánh tụi trẻ gần chết rồi chứ tụi tôi có quánh nó trái nào đâu. Cái rồi sáng cũng dòng dưới sông bọc về, mẹ dòm lên căn cứ này thấy tụi thằng Ẩn, thằng Phương, thằng Đồ nó cẩu trần, nó ngồi nó ăn cơm, coi tỉnh bơ không thấy gì. Mới leo lên cũng chưa biết ngoài này là cái gì. Nó nói anh Tư ơi, ngoài qua nó quánh ai qua này cái quá mà nó mới là đặt mình ngược đi, đặt vô ngược, đáng lý hướng là kẻ thù thì nó lại đặt hướng vô nó không à.
thành nó nhấn một cái bây giờ là máu ở chỗ đó với bông gòn với băng quá trời. Tao nói ủa vậy cũng quánh tụi tao rồi. Đâu rồi về tụi bay coi chưa, nói gì nổ súng lát tụi tôi nhảy ra liền mà trinh sát thấy vậy đó. Đúng là nó đặt ngược cái đường của Đông Hải tao quẩy đi vô hồn dày thì nó đặt đáng lý hướng về kẻ thù á. Yeah. Nó lại đặt á, mà trái miền Lê Mo thì nó công công vậy mày biết á, thì nó hướng nó quánh một cái rần thì người ta chết đằng kia chứ. Thì ở đằng đầu nó có đề chữ forward enemy, tức là hướng về kẻ thù, còn phía sau lưng nó đề chữ back, tức là cái lưng. Thì tiếng Anh đàng hoàng, còn không thì nó phải rờ nó biết á. Ông ấy nó chấn xong vô cái đội hình nó ráo thiệt, đúng là trời cứu chứ. Sau khi đường mòn Hồ Chí Minh ra đời, địa thế tam giác sắt và các chiến khu liên đới như chiến khu C, chiến khu D càng trở nên quan yếu, vì đây chính là cái đuôi của con đường huyết mạch này. Giữ được vùng đất này là giữ được cửa ngõ đưa người, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vũ khí từ hậu phương lớn miền Bắc vào các chiến khu. Tác giả của tên gọi Đường Hồ Chí Minh chính là người Mỹ. Trong báo cáo gửi Tổng thống Kennedy năm 1961, tướng Taylor gọi chuyến giao liên vận tải này là Hồ Chí Minh Trail. Tuy nhiên, cái tên đó được thế giới biết đến trước hết là nhờ cuốn sách nổi tiếng của nhà báo người Mỹ viết tiếng Pháp Jean-Pierre Van Zee, nhan đề La Piste Hồ Chí Minh, Đường Mòn Hồ Chí Minh, xuất bản cuối năm 1971. Trong đó viết, Đường Mòn Hồ Chí Minh không chỉ là con đường tiếp tế, nó còn là biểu tượng của cả cuộc chiến tranh Việt Nam. Phải hiểu rằng, đường mòn này không phải chỉ là một con đường được vạch ra trên bản đồ, mà nó là cả một luồng tư tưởng. Khi chiến đấu như một đơn vị vũ trang, ông Tư Cang và đồng đội của mình còn góp phần bảo vệ con đường huyền thoại này. Đây mình lên 7 cây số, mình đụng cái cầu Bến Xúc, Bến Xúc mình qua cầu Bến Xúc mình về. Chiến đấu trong địa đạo được lệnh của cấp trên vào thành. Thay bộ đồ quân giải phóng bằng một bộ đồ thầy chú hoặc nhà buôn, ông luôn để sẵn trong ba lô và xem đó là một thứ vũ khí vào thành. Bơi qua sông, luồn vào ấp chiến lược, gặp giao liên, rồi băng xuống tỉnh lộ 15, vượt qua bót Phú Hòa Đông để vào thành. Chúng tôi thử tái hiện cảnh vượt sông của các chiến sĩ quân giải phóng ngày ấy. Quả thật rất khó phát hiện người ẩn bên dưới lục bình, và họ đã vượt qua được những làn đạn của chiến tranh. Khó ai ngày ấy hình dung ra hình ảnh này sau hơn 30 năm. Con sông này đã bao lần ông Tư và các đồng chí của mình thường qua lại ở đây, cũng như lưới tình báo H-63. Ít ai có thể hình dung dưới mặt nước thanh bình kia ẩn chứa bao điều khốc liệt của chiến tranh. Những trận đối đầu ác liệt với kẻ thù, làn ranh sinh tử đã làm nhiều chiến sĩ hy sinh chỉ bởi mở một con đường máu từ bên này qua bên kia sông dưới 50 mét nước. Để nhớ lại những gì trên khúc sông này, nhiều lần họ về đây bên nhau lặng lẽ tưởng niệm những người đã khuất. Có lẽ không ai trong những chiến sĩ còn sống sót của H-63 quên được những kỷ niệm chiến tranh của mình
với mảnh đất Củ Chi và đặc biệt với khúc sông này. Họ đã từng ngâm mình dưới nước trong nhiều ngày, nhịn đói để tránh sự ruồng bố của địch. Cũng có những chiến sĩ hy sinh ngay khi cận kề sự sống, đó là lúc địch đã rút lui nhưng vì kiệt sức. Những gì của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của ông Tư, anh Gấu, anh Mộc, anh Trời, anh Phương. Những ngày khốc liệt ấy đã không khuất phục được ý chí của họ. Ngay cả những lúc cận kề cái chết, họ vẫn nhắn nhủ với nhau và truyền cho nhau ý chí là phải bảo vệ và chuyển giao tài liệu đến nơi an toàn cho cấp trên của họ. Hôm nay trở lại đây còn có một người đến từ nước Mỹ. Đó là giáo sư sử học, tiến sĩ Larry Perlman, người đã viết cuốn sách về điệp viên hoàn hảo của H-63. Thì cái cụm nó ba tiếng. Một là cái tiếng trong cái khu căn cứ võ trang này. Hai là cái tiếng ấp chiến lược. Ba là cái tiếng ngoài thành. Đó, cái mũi chủ lực của chúng ta là trong thành. Thì mình cũng mình được giao một cái điệp viên gọi là cũng giỏi nhất. À, là đồng chí Phạm Xuân Ẩn, người điệp viên cũng có tài mà tới bây giờ người ta ca ngợi là điệp viên hoàn hảo đó. Thì tài liệu gì hay là cái tin gì ảnh lấy thì đều được truyền ra ngoài, vô trung ương cục và ra tới trung ương để mà xử lý những cái đó. Và coi như anh cung cấp từ cái tin hồi mà giặc lập ấp chiến lược, thì anh cung cấp quốc sách ấp chiến lược, rồi tới cái kế hoạch McNamara, kế hoạch điện tử, rồi tới những cái sau này, nghĩa là cái AB-146, AB-147 tiếp tới sau, nghĩa là mỗi năm thì giặc nó có cái ý đồ gì, chiến lược gì cho năm sau á, thì nó ký một bản gọi là AB. Thì nó ký vừa xong thì tuần á, là mình có trong rừng rồi và có Hà Nội rồi để mà học nghiên cứu để biết cái âm mưu sắp tới của nó. À, còn có những cái cuộc hành quân gì mà cái quan trọng đó thì anh cho biết trước, và thêm vào đó cô Tấm Thảo và anh Hoàng Nam Sơn, đó là ba người, nhưng mà trong đó chủ yếu thì nói chung cái tiếng trong thành là vậy. Còn cái tiếng ấp chiến lược, thấy không, thì là vì phải có những người giao thông hợp pháp, có giấy của giặc, giặc quen mặt để đi từ ấp chiến lược Phú Hòa Đông hay là ở trên cái vùng của Bến Cát này, hay là dùng của Trảng Bàn đi xuống để mà vô thành, nhập thành một cách hợp pháp để lấy cái tài liệu từ tay cô giao thông thành phố đó, là chị Nguyễn Thị Ba đó, để lấy về ấp chiến lược. Thì như vậy là Nguyễn Thị Ba trực tiếp với ông Phạm Xuân Ẩn chỉ có một người đó từ trước tới sau thôi, để mình giữ cái nguyên tắc bí mật ngăn cách. Thì tài liệu có cái gì thì Phạm Xuân Ẩn truyền qua Nguyễn Thị Ba đó. Bây giờ là 91 tuổi, ở tại Long An, thiếu tá anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. Thì cái chị đó liên lạc với lại cô Tấm Kiên nè, cô Hai Ánh nè, mà từ ấp chiến lược mà đi vô trong kia và mang những cái tài liệu đó về, và cũng như từ ấp chiến lược mà mang những cái yêu cầu điều tra của cấp trên đưa xuống cho tới Phạm Xuân Ẩn. Cuối năm 68 thì tôi về Bắc, tôi mới về. Sau đó, đó thì ở trên phân công về cái đoàn 22, tức là phòng tình báo miền Nam. Sau một thời gian được cũng tiếp xúc một số nghiệp vụ chuyên môn, thì thủ trưởng đã giao cho tôi đi xuống miền Tây và một số vùng tỉnh đó. À, mục đích đó cũng là để tìm một những cái địa bàn để mà sau này móc nối với cái lưới tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Bởi vì cái tình hình lúc đó ở trên miền Đông này nó có những lúc gắn lắm, thành ra mình phải kiếm những cái căn cứ dự bị, những cái hướng dự bị. Nhưng mà sau tôi đi một thời gian rồi thì tôi nói rằng cũng trải qua những cái ác liệt ở dưới kia, thì thấy không có nơi nào mà thuận lợi bằng ở trên miền Đông này, thực tế là như thế. Cho nên đến năm 72 thì trên mới phân công tôi chính thức xuống công tác tại H-63 này. Đầu tiên thì anh Tư Cang làm cụm trưởng, tôi làm chính trị viên. Sau đó anh Tư Cang được cấp trên điều đi làm việc ở cấp trên, thì tôi làm luôn nhiệm vụ cụm trưởng. Khi đi đó thì các đồng chí thủ trưởng ở phòng cũng có nói với tôi,
đưa đồng chí xuống đây đó để đồng chí tiếp thu một cái lưới tình báo cực kỳ quan trọng. Mà nhiệm vụ của đồng chí đó là làm sao là phải nối tiếp những người trước đó, hoàn thành chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cho nên từ đó quán triệt tất cả anh em trong đường dây, dù giá nào phải đảm bảo vấn đề tài liệu tuyệt đối an toàn về tới trên, hoặc đưa cán bộ từ ở trong nội đô ra tới vùng giải phóng và đưa về trên để nhận nhiệm vụ hoặc học tập, phải đưa đi an toàn. Cái đường dây trước đây thì lúc đầu có phát triển là một đường dây đội 4, sau phát triển hai đường dây gọi là đội 5, rồi sau là đội 6, đội 7, đội 8 triển khai về tới miền Tây. Nhưng mà trong lúc làm nhiệm vụ thì không phải là bình thường, coi như trong lúc đó là Mỹ, Ngụy thì coi như ta giống như cài năng lượng nó, có khi ta ở cách với nó khoảng chừng 5-60 thước, có khi 100 thước, rồi có khi anh em là đưa tài liệu đi. Thì lúc đó coi như vậy là lọt vô ổ kích. Chính đồng chí Phương đó là coi như tôi cùng chị Phương với hai đồng chí nữa, bây giờ đã cũng hy sinh rồi. Thì coi như vậy đồng chí Phương đó là coi như đang ở trong cái điều kiện giao tài liệu cho, nghĩa là đừng cho một cái cơ sở đó. Nhưng mà chẳng may là coi như địch nó phát hiện thì lọt vô ở trong cái vòng của địch, thì địch nó mới quánh 4 quả lựu đạn. Trong khi đó 4 quả đó thì có một quả nó không rút chốc. Đó thì coi như tài liệu đã giao cho cơ sở thì trong 3 trái lựu đạn đó thì bị nổ. Khi nó nổ được thì như vậy là đồng chí Tâm Phương bị thương. Một người cơ sở là chết liền tại chỗ. Thì cái tài liệu đã giao xong thì còn bỏ ở trong người. Thì lúc bây giờ coi như vậy là tôi được là coi như đơn vị quyết định tôi là tiếp lên làm mũi trưởng để thay cho đồng chí Tâm Phương. Thì khi tôi cổng đồng chí Tâm Phương trở ra rồi, sau đó đơn vị tiếp tục ra để móc nói với cơ sở lấy được cái tài liệu khi mà cơ sở mình đã bỏ trong người mà bị chết rồi. Thì lúc đó coi như làm sao để rút cái tài liệu đem về. Đó là tôi ôm tài liệu, tôi tắt xuống sông, nhảy xuống sông Sài Gòn. Là coi như lúc đó là coi như lính nó bao hết, cũng không có khởi nào mà để giải thoát liền được. Tôi xuống trong cái bầy lục bình. Đó là tôi tọt dò mình tôi xuống hết, coi như ló chỉ hai cái lỗ mũi lên thôi, hai cái lỗ mũi lên để mà nằm để đợi cho tới chiều để mà tấu chật vật để ôm tài liệu về giao cho ông Tư Can thôi. Đó là coi như tôi nằm ở dưới đó. Chịu là bắt đầu lính nó bắn ngay lùm lục bình đó luôn là mấy phát. Coi như cũng vẫn là nằm thà là hy sinh vẫn vì bảo vệ cái tài liệu đó. Trừ đã chết thôi. Không, chứ mà còn sống thì tài liệu dứt khoát không để mất. Chiến sĩ của mình nói thiệt ra là một cái đội ngũ không cứ bằng gan kỳ cục. Thằng Lâm nè, thằng Lâm á, nghĩa là khi mà đưa xuống tới Hóc Môn để phụ với ông Tư Can trong cái trận Mậu Thân đợt một á, thì ở trên này cử đi từ Dầu Tiếng, mà tôi thì đã vẽ cái bản đồ nơi trú ngụ ở Sài Gòn cho nó và biểu mày vẽ đi vẽ lại, bởi vì mình á lên gặp thủ trưởng rồi á thì mình từ Dầu Tiếng mình đi về bằng Honda trên con đường Trảng Bàn á để vô nhà cô Tấm Thảo đó cái đêm đó. Còn thằng Lâm á thì cô Tấm Kiên á dẫn nó đi bộ băng đồng theo cái đơn vị chủ lực á xuống đường để quánh Mậu Thân. Nhưng mà nó đi tới Hóc Môn thì tụi nó trong cái buổi hoàng hồn rồi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư rồi. Thành ra nó khép lại rồi vào nó nhìn mặt. Thì cô Tấm Kiên chạy về báo mình nói thằng Lâm bị bắt tại cửa Hóc Môn rồi. Tướng Lâm thì một cái chiến sĩ rất là dũng cảm trung kiên, nhưng mà nước da hơi vàng vàng, bủng bủng. Thành nó dòm dễ biết về cổng lắm. Thì nó dòm, nó nghi. Nghi kêu vô xét thì nó xét thấy lằn quay dép ở trên này nè. Rồi thấy một hai dấu hiệu nữa thì nó quánh liền. Thì cô Tấm Kiên dây qua thấy nó bị quánh tàn nhẫn, nó mới chạy về thị nghè báo mình nói anh Tư ơi, Lâm bị bắt rồi, phải lo di chuyển. Vì nó đã vẽ cái chỗ mình đúng khóc rồi. Mình ngồi suy nghĩ hơi buồn quá đi. Ngoại tướng Cạnh theo mình từ đầu 62. Mà tới đó 68 bị bắt, lúc đó nó trung đội trưởng rồi, bị bắt thì rất buồn. Nhưng mà mình suy nghĩ lại phân tách, thằng này cũng như những chiến sĩ khác, mà hơn những chiến sĩ khác, cha mẹ bị Tây tàn sát hết rồi. Thành ra đó, nó theo mình 62, 68, mình biết là thằng này không khai. Thì nói thôi với Tấm Kiên, nói thôi em đi, nguyên tắc bị bắt thì phải di chuyển đi.
thì em đi để nối đường dây với chị Ba đó, chị Ba già đó, lớn tuổi làm giao thông trực tiếp với ông Ẩn á, thì em đi để cái đường dây đó chạy suốt. Còn mình á, nó hỏi còn anh, nó, anh moi hai trái lựu đạn này lên và anh chờ nó. Nếu mà thằng Lâm đúng mà nó dẫn về đó thì trái này anh chia với nó nè. Còn cái trái này á, thì tán vô bọn lính chết mấy đứa rồi mình hy sinh luôn, thấy không? Thì cái đó mình nói với Tấm Kiên vậy, thì cô Tấm Kiên đi để giữ đường dây. Mình ngồi đó mình đỡ, quả nhiên thằng Lâm á, sau này nó đè, nó tra tấn đã không ra rồi nó đè ra Phú Quốc. Thì Phú Quốc á, trong một cái cơn mà tổ chức quánh lính để chạy ra khu du kích á, thì trực thăng Mỹ theo bắn chết ở trong cái số anh em đó. Còn ví dụ như anh Quỳnh Nhân Thành ở xã cũng xã Phú Hòa Đông, tên Điển á. Điển là em rể của Tấm Phương nè. Thì khi mà bị dây ở dưới hầm địa đạo rồi á, thì trong tay nó đang giữ tài liệu của Phạm Xuân Ẩn, mà nhiệm vụ chính trị của cái cụm này á, là tài liệu và điệp viên là chủ yếu chứ không phải nhiệm vụ quánh giặc là chủ yếu. Thì nó mới nói thằng trai mày phóng lên, mày cầm cái tài liệu này mày lông dưới sông á, mày chạy riết về đưa cho anh Tư, còn tao lên miệng này tao bắn thằng Thu hút quả lực nó. Thì quả nhiên là nó vừa phóng lên nó bắn thì tụi nó bắn nó bị thương tại miệng đó, thấy không? Hiện tại này cầm chạy về đây nè, từ dưới đó lông sông chạy về đây vô căn cứ rồi. Những cái gương nữa, ví dụ như ghém nó bị thương, em bé em chín về mổ không có thuốc mê thuốc tê gì, mổ bụng ra lấy miệng đồ ra giá lại thì quả nhiên không có sống nổi, tới sáng nó chết. Nhưng mà để nói lên một cái gương của một cái dàn lính á, đó, dàn lính bây giờ còn có mấy đứa này toàn là những cái tay chịu chơi, dũng cảm. Cho nên phải nói rằng khi mà tôi về tôi tiếp thu cái cụm H63 này thì cái cụm này đã lập rất nhiều thành tích từ rất nhiều năm nha, cho tới sau. Thì qua thời gian công tác là tôi thấy đúng đó, là đây là một cái đường dây xứng đáng là đi anh hùng. Lưới H63 nay trở lại Củ Chi để thăm lại cơ sở và đồng đội của họ. Trong những năm khốc liệt nhất của mảnh đất này đã bám trụ làm cơ sở cho H63, cũng từ đây làm cơ sở trung chuyển tài liệu từ các tuyến điệp viên và giao thông nội đô chuyển ra qua ấp chiến lược và về cứ. Những người phụ nữ gan dạ dũng cảm kiên cường như thế này nay trở về đời thường vẫn vậy, tráng bánh, trồng rau, nuôi heo, làm ruộng và vui vầy quanh con cháu. Phú Hòa Đông, Củ Chi đã từng là vùng trắng, bom đạn và chất độc hóa học không còn sót một cây cỏ, nay bắt đầu hồi xanh trở lại. Tình báo Việt Nam theo tôi hiểu thì tất nhiên những thành viên của H-63 trang bị rất là đơn sơ so với lính Mỹ. Công việc của họ là dựa trên tình báo. Nói chung, người với người là chính, chứ không phải sử dụng máy nghe này nọ như người Mỹ. Ông Ẩn cũng có nói với tôi là ông phải tạo mối quan hệ với rất nhiều người, phải gặp họ, phải làm cho họ tin mình và phải cần rất nhiều may mắn. Thành ra, bên cạnh cái tài, cái khả năng, còn có cả cái cơ may nữa. Nhiều người trong H-63 bị bắt và bị giết. Tất nhiên những người làm tình báo Mỹ lại được nhiều công nghệ tối tân để phục vụ cho họ. Không chỉ có tình báo Mỹ mà còn có cả tình báo của chính phủ Sài Gòn nữa. H-63 phải đối đầu với một lực lượng lớn mạnh và có những trang bị rất là tối tân. Tuy nhiên tôi hiểu, và ông Ẩn cũng vạch ra cho tôi hiểu, đó là vì sao Việt Nam thành công và chiến thắng, là tại vì lúc đó những người làm tình báo Việt Nam đã thâm nhập khắp nơi trong xã hội Sài Gòn, tất cả các giới, tất cả các cơ quan đầu não của chế độ Sài Gòn. Và vì thế mà họ đã có những tin tức, thông tin cần thiết. Họ đã có được lòng của nhân dân Sài Gòn lúc đó, vì thế mà chiến thắng được. Nếu mạng lưới tình báo của Việt Nam mà làm việc không tốt,
thì chắc có lẽ Việt Nam khó mà thắng, vì phải đối đầu với sự tối tân của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Chiến tranh chúng ta sẽ thắng Mỹ là chúng ta nhờ có cuộc chiến tranh nhân dân. Cuộc chiến tranh nhân dân đánh giặc cái kiểu của Việt Nam không có giống bất kỳ một cái nước nào khác từ trước và mãi sau khi chúng ta chiến thắng tới bây giờ. Qua quan sát các nước, tôi thấy không có nước nào mà có được cuộc chiến tranh như ta cả. Và ngay cái ngành tình báo, ai cũng nghĩ rằng ngành tình báo là một cái ngành là đặc biệt, có một cái có trình độ cao, phải có trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào đó. Nhưng mà đặc biệt cái tình báo Việt Nam mình, tôi cho là đang vận dụng cái quan điểm chính trị nhân dân. Ta có thật là tình báo nhân dân. Ngay cả những cái người cán bộ đi sâu, thí dụ anh Phạm Xuân Ẩn chẳng hạn, anh cũng đâu phải là cái người mà được học về tình báo chuyên môn, đâu có đâu. Anh chỉ là một người học sinh giác ngộ cách mạng, được trên tổ chức đưa ra trong quá trình công tác, học tập, rút kinh nghiệm, làm nên thành tích. Tức là cũng tự nhân dân mà ra thôi. Đó là những cái người tình báo đi sâu, những người tình báo sáu cũng vậy. Còn đối với hàng ngũ của các đồng chí giao thông viên, theo tôi biết, sau khi tiếp thu lại, có thể nói rằng những giao thông viên của chúng ta toàn là những người dân giác ngộ cách mạng, đi làm với cái tinh thần giác ngộ cách mạng. Có nhiều người là trình độ học vấn là không có cao đâu, thấp lắm. Nhưng mà do nhiệm vụ và thích ứng với hoàn cảnh, đó, và đã phát huy nhiều cái sáng kiến rất là hay để mà che giấu tài liệu, để mà đưa đón cán bộ, để mà đưa vũ khí vào trong thành và vượt qua tất cả mọi cái âm mưu của địch, cái màn lưới dày đặc của mật thám cảnh sát của địch, vượt qua. Và có thể nói rằng ở trong cái cụm H63 này, những cái người giao thông đó, như anh Tư Cang đã kể ra đó, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà suốt một cái thời gian dài an toàn. Họ gặp lại nhau như người trong gia đình. Ông Tư Cang đã từng được nhiều cơ sở ở đây cưu mang, sống sót qua nhiều trận càn ác liệt. Có những câu chuyện nay kể lại người nào cũng xúc động. Ai cũng hỏi rằng có còn nhớ căn hầm bí mật chỗ này hay chỗ đó không? Khi cuộc càn đến, bị lính Mỹ rượt chạy, còn nhớ không? Đem bí mật vượt sông để chuyển tài liệu, họ đã âm thầm bám trụ bảo toàn lực lượng và trốn địch để chờ các cơ sở nội tuyến từ trong ra. Đối đầu trước hiểm nguy, họ bình tĩnh và nếu phải đánh thì đánh cho ra trò. Những câu chuyện của họ về những người đồng đội, những chiến sĩ giao liên hay cơ sở nội tuyến thật cảm động. Tất cả coi cái chết tựa lông hồng. Họ xem những nhiệm vụ hiểm nguy trước sự rình rập của kẻ thù như câu chuyện thường nhật trong nhiệm vụ của mình. Chỉ có một điều đó là tất cả phải bảo vệ các mạng lưới bên trong, dù phải hy sinh đến người cuối cùng. Của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, chính ủy lữ đoàn đặc công biệt động tham gia giải phóng Sài Gòn, một xạ thủ súng ngắn thuận cả hai tay, một chiến sĩ quân báo ngang dọc trên các chiến trường miền Đông và đường sát, một cụm trưởng tình báo quân sự xuất quỷ nhập thần. Mỗi tối hôm trước còn ẩn mình trong đường hầm địa đạo, sáng hôm sau đã ăn điểm tâm ở nhà hàng Giran giữa Sài Gòn qua lễ. Những điệp viên của ông được cài cắm tại nhiều yếu huyệt của kẻ thù, góp phần rút ngắn cuộc chiến. Giờ đây, ông còn là một nhà văn, đang cầm bút làm sống dậy bao hồi ức từ cuộc đời của chính mình. Tất cả đều là một. Chân dung Đại tá Nguyễn Văn Toàn, tức Tư Cang, người anh hùng của một đơn vị tình báo anh hùng.
Hãy thử hình dung người lái xe này vào một thời điểm của hơn 40 năm về trước. Được đào tạo để có thể hoạt động trong lòng kẻ thù. Từ chiến khu, ông Tư Can được cấp trên cử vào đô thành Sài Gòn. Từ đó, ông trở thành một điệp viên xuất quỷ nhập thần, cùng đồng đội tạo nên một mạng lưới tình báo gian mắt ở những vị trí quan yếu nhất trong hệ thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1966, Thiếu tướng Trần Vinh ông kêu mình, ông nói anh vô thành và trong 10 ngày anh phải gửi một cái báo cáo về cụm trưởng ở ngoài này đưa vô thành sống được không? Anh vô thành thử trước đi. Thì mình chấp hành lệnh của ổng là mình vô. Bởi vì tới cái thời kỳ đó cụm trưởng không thể ở ngoài căn cứ để chỉ đạo vô nữa, mà phải vô sát, sát cán bộ, sát điệp viên. Thì ông nói nếu anh báo cáo vô, anh thấy sống được, anh báo về tôi sẽ cử các cụm trưởng khác vô. Còn nếu anh nói không được thì thôi. Đó thì mình vô và nói chung là mình thấy tình hình Mỹ Mỹ cũng ghê lắm. Ngán, đúng phải không? Thành ra tới cái bữa thứ ba đó, mình mới nhờ cô Tấm Thảo móc Hai Trung tới. Thì Hai Trung đi để xe ngoài hỏi hẻm 136B đi bộ vô. Rồi vô là ngồi salon hơi thì ông đón mình ra, cái ông nhìn mình. Nhìn mình từ trên đầu xuống chân, ông nói cha này ở trong rừng ra mà coi ngon như ta, coi còn ngon hơn tôi á. Nhưng mà đâu về ông vậy không được ông ơi. Đi lại tiệm ba ta đây tôi thay cho đâu về khác. Thấy không? Đó. Rồi cái áo ông mới quá không được, phải kiếm cái áo cũ chút. Đó. Thì ông dẫn lại tiệm thay đâu về, ông nói về này của mấy về này của mấy cho móc túi không được. Hai người rất thân mật ngay những ngày đầu. Và sau đó thì cứ mỗi một lần mình xuống á, bị gì chỉ có mình trong cụm là biết được nhà ổng thôi. Ngoài cô Tấm Thảo là cái người móc cho cách mạng thì chỉ có mình thôi, chứ trong cụm á, cho tới chị Nguyễn Thị Ba rồi không ai biết nhà ổng. Đó là nguyên tắc ngăn cắt nó vậy. Bởi vì mình cụm trưởng mình xác định là có gì mình hy sinh thôi chứ phải để cái đó tồn tại, để cái lưới đó tồn tại. Giờ mình về mình báo cáo là sống được, thấy không? Ở ngoài này là cái rừng cây bao che chúng ta, còn trong thành á là một cái rừng nhân dân cách mạng bao che cho người cán bộ. Thì sau đó ông cử thêm 4 cụm trưởng vô nữa. Nhưng mà nào nói cho nghe, nếu vô đó mà mất cảnh giác, xa rời cái nguyên tắc bí mật chút là bị bắt. Phần lớn tin tức về chiến tranh Việt Nam xuất hiện trên các báo từ Washington, Paris, London đến Moscow được viết từ nơi đây. Địa điểm yêu thích của giới phóng viên quốc tế và tất nhiên cả dân tình báo. Giữa năm 67 đó thì Bộ Chính trị có cái chủ trương là đánh vô các thành phố. Nhưng cái lúc mà tụi nó Nguyễn Văn Thiệu với lại Tổng thống Mỹ nghe là nói là đẩy Việt Cộng lên các cái rừng biên giới hết rồi và tình hình ổn, thì lúc đó mình đưa chiến tranh vào thành thị. Thì nhiệm vụ của H63 cụm anh hùng của tụi này là mình với Phạm Xuân Ẩn phải điều tra cái Bộ Tư lệnh Hải quân để mà cho đặc công đánh. Còn thì mình với Phạm Xuân Ẩn là đi trên sông chỗ cái bến cũng bến đò Thủ Ngữ để mà đi trên sông Sài Gòn để mà vẽ vòng ngoài và tìm cái vị trí cho bộ đội qua sông. Còn cô Tấm Thảo thì cung cấp những cái sơ đồ, những cái hình ảnh bên trong cho bộ đội đặc công nhận diện để tiến vào đánh. Mỗi thành viên trong cụm tình báo chiến lược của ông Tư Can là một huyền thoại. Điệp viên X6, tức Phạm Xuân Ẩn, là nhân vật trung tâm của một mạng lưới có 45 người.
trong đó tất cả đều như những con ốc của guồng máy chung H63. Thiếu một thì guồng máy không thể vận hành. Là một tiểu thư con nhà tư sản, bà Mỹ Nhung, tức Tám Thảo, trong vai trò một nữ phiên dịch, đã xuất sắc lập nhiều chiến công trong thời gian từ năm 1964 đến 1969. Sau đó, bà Tám Thảo được điều vào chiến khu để giữ an toàn cho ông Ẩn. Bởi vì mình là cụm trưởng, còn Ẩn là cán bộ điệp báo ở trong cụm. Hai người quan trọng nhất của cái cụm đó là phải lãnh cái nhiệm vụ là vẽ cái sơ đồ của Bộ Tư lệnh này. Cũng mướn xuồng đằng cái bãi Thủ Thiêm á. Mướn xuồng đằng bến Thủ Thiêm á, rồi lúc đó là cái không phải xuồng máy, chèo tay. Hai người mới là đi dọc ở bên kia, nó đi sát đây nó bắn liền á. Đi bên kia, nó qua mà tất cả cái đó đi qua một đoạn và đi lại là mình thu vô đó và về mình vẽ. Còn ở bên trong đó, cái sơ đồ ở bên trong thì giao cho cái cô Tấm Thảo, cô vẽ. Cô quen với tay thiếu tá Mỹ cố vấn ở động á, xếp cô đó. Thì thành ra cô đứng ở chỗ góc này, cô có biểu chụp hình cùng với thiếu tá Mỹ, rồi đứng chỗ kia chụp hình, thành ra được một sắp hình vậy nè. Về trao cho anh em đặc công để mà nhận diện những cái vị trí. Tết Mậu Thân 1968, cụm tình báo H63 không chỉ nhận nhiệm vụ cung cấp sơ đồ các mục tiêu trọng yếu mà còn trực tiếp tham gia như một đơn vị vũ trang. Có cái chủ trương, có cái chỉ thị của tham mưu, tức là tất cả vũ trang, tất cả tình báo đồ cũng phải vũ trang để mà không có cái ý là đây là cái trận đánh cuối cùng. Bởi vì trong cái đó nó có một cái có nhiều phương án, nhưng mà cái khả năng thứ nhất cũng có đề ra là mình có thể chiếm thành phố. Khả năng thứ hai là diệt nhiều sinh lực địch, thứ ba là đánh sụp tinh thần của tụi nó. Thì cũng có trong cái phương án đánh 68 nó cũng có nhiều cái khả năng như vậy diễn ra. Thành ra đó tình báo cũng phải vũ trang, để mà khi ứng phó với tình hình vũ trang đó thì mình có trong tay vũ khí. Thành bản thân tôi đó thì ở trên cũng đưa vô 2 khẩu súng ngắn. Mỗi khi á tôi cũng tưởng bình thường thôi, đem tài liệu bình thường, nhưng bữa đó lại là mấy ảnh đem súng qua, đem qua 2 cây súng với lại một bọc đạn súng K54 á. Bây giờ phải tính làm sao để mà đem vô Sài Gòn được để gặp anh Tư Can. Mới suy nghĩ, tôi suy nghĩ bây giờ phải làm cái gì, cho nên là mua liền một thiên bánh tráng, một thiên là 10 sách 100 bây giờ đó. Một thiên về cái suy nghĩ coi bây giờ làm sao để bỏ nó vô, cho nên là tôi mới lấy ra 200. Thì bánh tráng thì nó cao cỡ vậy, 100 nó cao vậy, lấy ra 200, tôi mới rọc cái chính giữa đó, để cái cây súng vô ở chính giữa đó, đo. Thì lấy con dao nhọn á, mới rọc xuống, rọc nó giống như cái cây súng vậy đó. Cái bỏ cái ruột bánh tráng nó ra, úp cây súng nó vô. Thì mới lấy vài cái bánh tráng bên kia xong, để lại. Sáng ngày 28, tôi đi xe xuống tới Sài Gòn này, tới vô chỗ cửa Tây. Tôi gặp anh Tư Can, xách trăm bánh tráng vô thì anh đứng đằng kia anh chờ, ôm chồng bánh tráng vô trong chợ đó. Cái thì anh Tư gặp, trao đổi với nhau. Nhiệm vụ của tôi, của tình báo, tức là xem xét cái tình hình để báo cáo về trên cái thiệt hại của tụi nó tới cỡ nào. Và cái diễn biến trong lúc đánh Mậu Thân và sau khi đánh thì như thế nào. Thành ra đó là chủ yếu là tôi quan sát cái trận tại Dinh Độc Lập. Thì trong cái trận Dinh Độc Lập đó thì tất nhiên là mình đánh nổ súng hồi 1-2 giờ khuya, thì sau khi đó nó thì nó đánh lùi mình qua, anh em mình qua cố thủ ở cái đường gốc thủ Khâu Quân Nguyễn Du. Thì tôi ở nhà 136B Gia Long, tôi nhìn qua thì nói chung tình báo của mình là đánh giá cái trận đánh thôi, chứ không phải là chi viện súng ống gì. Nhưng mà sẵn có 2 khẩu súng trong tay ấy, thì cũng
trong cơn nóng mũi thấy đồng đội mình bị dây vậy đó, thì cũng có nổ phụ hai viên. Hai viên thì cũng tính rằng nó không có nghe, nhưng mà vì cái hướng súng nó đoán được, rồi nó chạy nó dây trên đó. Thì cái diễn biến ấy, thì tôi bị dây đó rồi cũng nhờ có cô Thanh Thảo giải tỏa, nhưng mà nói chung cái trận đó, sau cái trận đánh đó, thì nhờ cái tài liệu của cô Thanh Thảo lấy trong Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi nhờ ông Ẩn mà thường xuyên gặp nhau tại Rio Grande này, thì ông chở trên xe rồi nâng cách ông đi vô tham mưu, thì biết rằng tụi nó cũng thiệt hại nặng. Nhưng mà cái thiệt hại quân sự nó không có bằng cái thiệt hại về mặt chính trị và về mặt tâm lý đối với bên Mỹ. Thành ra đó là một cái cú về phương diện chính trị mà dân Mỹ nó nói rằng tổng thống đã nói láo với họ. Sự kiện Tết Mậu Thân đã làm dư luận Mỹ kết luận là Hoa Kỳ không thể thắng được trong cuộc chiến này. Phong trào phản chiến tại Mỹ càng dâng cao. Các chính trị gia gây sức ép lên chính phủ Mỹ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, gây chia rẽ ngay cả trong các nhà lãnh đạo chính phủ. Tình thế ấy đưa đến sự cân nhắc mở thêm một đợt tổng công kích tiếp sau đó để hoàn toàn đảo ngược bàn cờ cuộc chiến. Tên của mùa xuân năm 1968 đã trở thành tên gọi của cuộc tổng tấn công vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và vào hàng trăm thị trấn, quận lỵ Nam Việt Nam. Người Mỹ đã dự đoán cuộc tấn công này có thể diễn ra trước hoặc sau Tết, nhưng nó lại nổ ra ngay đúng dịp Tết. Vì vậy, phía Mỹ lẫn chính quyền Sài Gòn đều bị bất ngờ cả về thời điểm lẫn quy mô của cuộc tiến công. Chuẩn bị cái đợt 2 thì nó có xảy ra cái sự cố là cái tay phó chủ nhiệm chính trị của cái cánh Bắc, cánh do ông Nguyễn Thế Truyện chỉ huy, nhưng là ông bị pháo bắn chết đi. Và trong cái cảnh đói kém và pháo Mỹ nó dập quá vậy đó, thì cái tay Tám Hà này nó mất tinh thần, nó ra nó đầu, ra đầu hàng và nó khai báo hết ráo mọi việc bố trí của mình ở thành phố rồi. Đó, thành ra đó là ở trên nó mới chỉ thị tôi vô để nắm cái khẩu cung của nó, thì vô cũng gặp ông Ẩn ở đây. Ông buổi sáng nào ông thường ra đây, thành trên kia. Ra đây thì mới là cùng đi với ông đi lại lăng ông đó, kêu thằng cơ sở ra mới lấy cái bản khẩu cung của ông Tám Hà về chụp lại. Và sau đó thì ông chở mình đi lên Bộ Tổng Tham Mưu, rồi chở ra công ty Năng Tan nè. Bởi vì công ty Năng Tan này là cái tụi tình báo quốc tế nó hay ở đây nè. Mình báo cáo về cái khẩu cung của Tám Hà, được kèm với nhận định của mình. Là mình nói thấy trong này đó, đi quan sát với ông Phạm Xuân Ẩn thấy là tụi chiến thuật á, kể cả tụi chỉ huy sư đoàn của Mỹ, nó muốn rằng mình đánh vô để nó dễ tiêu diệt, khỏi lên chiến khu. Lên chiến khu khó đánh. Còn cái tụi chiến lược, tình báo, thì nó nói nếu mình đánh vô cứu nữa thì không cứu vãn nổi. Thời kỳ đầu, H-63 là bộ phận địch tình của thành ủy Sài Gòn. Khi Phạm Xuân Ẩn từ Mỹ trở về, hoạt động giữa Sài Gòn với tư cách phóng viên báo nước ngoài, ông Mười Nho, tức Nguyễn Xuân Mạnh, cán bộ cục tình báo, là người trực tiếp chỉ đạo. Năm 1962, ông Mười Nho bị bệnh, cả mạng lưới với một điệp viên đã nằm sâu trong lòng địch như hai trung. Cần một chỉ huy giỏi, Từ Càng là người được thủ trưởng phòng tình báo miền lựa chọn. Từ tháng 5 năm 1962, ông Từ Càng trở thành chỉ huy trực tiếp của người được mệnh danh là điệp viên hoàn hảo. Có những cái nhiệm vụ rất là ghê mà đêm phải về dặn vợ con, nói nếu ngày mai anh bị bắt, có những nhiệm vụ coi bị bắt như không, ngày mai anh bị bắt thì em đưa mấy đứa con vô đâu và em khai thế nào, em không biết cái gì về anh hết. Nói vậy để cho giặc nó không có làm khổ em. Thì khi mà nói chuyện với nhau ở nhà hàng Victory rồi để xác định rằng cái nhiệm vụ ngày mai là một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm,
thì tối ông về ông dặn vợ ông xác định là hy sinh. Nhưng mà mấy sao khi thi hành cái đó rồi ông ra ông nói đời tôi, nói thiệt với anh Tư, tôi làm tình báo mấy mươi năm rồi nhưng mà bao giờ, chưa bao giờ cái chân trái tôi nó rung như bữa nay. Tôi đưa cái món đó cho cái đối tượng đó theo cái yêu cầu cấp trên mà cái chân trái tôi nó rung, tôi không kềm lại được. Nghĩa là cái đêm đó ông dặn vợ ông biết có thể hy sinh. Giờ tôi thì tôi ngồi dưới sân á, ông lên ông làm cái việc đó với cái tay đối tượng mà trên yêu cầu đó, một cái tay cao cấp của nước ngoài. Mà tôi xác định rằng nếu nó bắt anh thì nó sẽ xuống nó bắt tôi. Thì tôi với cái khẩu súng mà giấu trong xe luôn luôn vậy, thì sẵn sàng tôi bắn nó vài thằng rồi tôi với anh cùng hy sinh ở đó. Thì cái bữa đó xác định vậy và chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Mà nhiệm vụ đó là của Trung ương giao qua tình báo mà về báo cáo cấp trên á, cấp trên nói dứt khoát phải thi hành, không thể nào thối thác. Mà tụi này nói hãy thi hành thì có thể hy sinh, trên nói hy sinh chấp nhận và phải làm. Suốt 13 năm gồng mình trong tuyến lửa, mở những mạch máu vận chuyển thông tin tài liệu thông suốt từ nội đô Sài Gòn ra tới chiến khu, chưa một lần đứt đường dây. Cụm tình báo bí số H63 được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1971 khi miền Nam còn chưa hoàn toàn giải phóng. Đây là một mạng lưới tình báo gồm những con người xuất sắc trên nhiều mặt trận, nhiều thành viên của nó đã lần lượt được phong anh hùng. Trong những tài liệu tổng kết được công bố sau chiến tranh, H63 được đánh giá tinh cán, gọn gàng, nhịp nhàng giữa điệp báo và giao thông, cả trong nội đô và từ nội đô ra khu căn cứ, có sự chỉ đạo liên tục từ cụm trưởng. Cùng lúc hoạt động ở cả ba tuyến, chiến khu, vùng giáp ranh và nội thành, ông cần nhiều cái tên, nhiều vỏ bọc, lúc thì Nguyễn Văn Thành, khi thì Trần Văn Kinh. Trong thư từ báo cáo, Phạm Xuân Ẩn gọi ông là Robert. Thế mà có con rồng này nè, là mình mua của trong bộ nội vụ của nó. Mua bộ nội vụ của nó rồi ra mới là ở trong Nam á, chụp ảnh và lấy dấu vân tay, lấy những cái yếu tố á, rồi gửi ra ngoài này nè. Ngoài này làm một lúc mới gửi vô. Thẻ thiệt của nó đó. Vì sao là không làm cái giấy trắng nữa mà nó đổi lại cái giấy này nè. Cái giấy này nguy hiểm ở chỗ á, là hãy đút vô cái máy của nó đó. Thì cái chớp chớp với mấy cái dễ con rồng. Mà giấy giả của mình á, nếu làm giống vậy đút vô nó lì câm. Bởi tại sao mình biết là bữa đó nó bắt bà giao thông ở tại Hóc Môn á. Thấy không? Bắt bà giao thông Hóc Môn cái nó nói. Thằng sếp nó nói. Vì biểu mấy ổng làm lại đi vậy chết hết. Bà này nói giấy đi và chống chế lại. Nó nói bà vô đây. Cái nó đưa vô cái buồng nó ha. Nó nói giấy thiệt người ta nè. Chớp chớp với chớp ha. Chớp ha. Còn giấy của bà nè, đút vô lì câm. Đi vậy chết hết. Về biểu mấy ổng làm lại. Thành ra trong cái chiến tranh nhân dân nó có những cái ngộ vậy đó. Tựa đề bài báo này rất đúng với một người đã sống một cuộc đời không bình thường, là một nghề không bình thường, chiến đấu trong một mặt trận cũng không bình thường. Vậy mà sau khi sống qua phần đời ấy, đã trở thành một anh hùng. Ông thõng tay thanh thản, như thể một nông dân vừa cày xong mảnh ruộng nhỏ của mình. Thank you.
vào những ngày giáp Tết của năm 2008, thăm một đơn vị bộ đội đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được chính quy, hiện đại hóa. Người cựu chỉ huy lữ đoàn đặc công biệt động Sài Gòn năm xưa hẳn đang hồi tưởng về những ngày ngang dọc trên chiến trường. Năm 1954, ông đi dọc biển Đông từ Xuyên Mộc ra Thanh Hóa tập kết theo Hiệp định Geneva. Cuối năm 1961, ông cùng đồng đội vượt vĩ tuyến 17 để 100 ngày sau vào đến chiến khu D. Năm 1962, ông về phòng tình báo miền và tiếp nhận lưới tình báo H-63, lúc đó là A-18, có các điệp viên xuất sắc như Phạm Xuân Ẩn, Nam Sơn và Tám Thảo. Năm 1966, ông được tướng Trần Văn Danh cử hẳn vào thành để tiếp cận và hỗ trợ các điệp viên bên trong. Và ông trở thành một cụm trưởng xuất quỷ nhập thần và một thủ trưởng luôn sát cánh cùng các chiến sĩ của mình trong cuộc chiến không cân sức với kẻ thù. Thì về Nam là thứ tư làm chánh quỷ cái lữ đoàn biệt động đặc công của Sài Gòn và đi đầu các đoàn đại quân vô giải phóng thành phố. Thì cái lữ đoàn của chú Tư năm đó đó có cái nhiệm vụ, vì toàn là những người biết đường phố Sài Gòn không, thành ra có cái nhiệm vụ là dẫn đường, là một, dẫn đường các đại quân, hai là giữ cầu không cho giặc phá, ba là đánh rối loạn bên trong thành Sài Gòn trước. Thì về dẫn đường á, tức là đã làm cái nhiệm vụ đó đối với các cánh trong này. Còn về giữ cầu đó, thì tiêu biểu là chỗ cầu Rạch Chiếc á, từ 27 tới 29 tháng 4, tức là sau một ngày sau là giải phóng đó. Thì chỗ tại cầu Rạch Chiếc hãng xi măng đó là hy sinh 52 đồng chí đặc công tại đó. Chiến đấu rất là dũng cảm. Để mà giữ cái cầu đó đặng cái đoàn đại quân của lữ đoàn 203 xe tăng nó tiến vô. Còn đánh chiếm bên trong á, đánh cho rối loạn bên trong á, thì tiêu biểu như cái trận đánh tổng tham mưu của 12 đồng chí biệt động của tình báo mình. Nhưng mà trong cái lữ đoàn biệt động của chú Tư đó là đánh chiếm cái tổng tham mưu lúc 9 giờ rưỡi. Mặc dù là 11 giờ nó mới tuyên bố, 11 rưỡi tuyên bố đầu hàng. Thì hôm nay tới thăm các em cháu và coi như những đồng đội, đồng chí trẻ tuổi, tôi rất lấy làm phấn khởi, không? Thấy cái đội ngũ kế tiếp của mình trẻ trung và mạnh khỏe và trang bị tốt nha. Qua tuổi 82 là đúng rồi. 17 tuổi đã rời gia đình lên chiến khu. Thời trai trẻ của ông và cả giai đoạn trung niên nữa đều bị chiến tranh nuốt trọn. Như một sự bù đắp, ông đã được tận mắt chứng kiến những thế hệ trẻ lần lượt lớn lên trong hòa bình, gánh vác sự nghiệp mà ông cùng đồng đội gầy dựng nên trong máu lửa. Vinh dự mà đứng với lại mấy cháu của cái đội ngũ kế tiếp này là vinh dự lắm. Ông thường lui tới viếng thăm những cơ sở của H-63 ngày xưa. Chính những người mẹ chân yếu tay mềm, những người lao động lương thiện của đất Sài Gòn nuôi dưỡng đội quân của ông, giúp họ làm nên những kỳ tích. Những cuộc viếng thăm của ông còn là dịp để ông ôn lại ký ức và đưa vào trang viết. Tấm lòng của đồng bào vùng ven và nội thành đã hết lòng theo cách mạng vì che chở bảo vệ cán bộ mà bị tra tấn ngục tù khi xa lưới giặc. Vì ông tâm nguyện phải viết cho người đời biết đến những cái âm thầm mà cao thượng, những điều tưởng tầm thường nhưng vĩ đại làm sao. Như mẹ Nguyễn Thị Ly ở Củ Chi, con mẹ là Huỳnh Văn Điển, phụ trách đội giao thông vũ trang của cụm H-63 tại xã Phú Hòa Đông. Giặc bắn anh bị thương, mang giày bót lấy dùi sắt nung đỏ xoáy vào vết thương tra khảo mà vẫn không lấy được lời khai, nên bắt mẹ Ly lên bót để thuyết phục con. Khi gặp mặt, dù đau xé lòng
khi thấy con bị banh da xẻ thịt. Người mẹ ấy vẫn kín đáo dặn dò con không được bội phản. Sau ngày toàn thắng, bà được tuyên dương bà mẹ Việt Nam anh hùng vì có 4 con trai là liệt sĩ, 1 là thương binh. Việt Nam anh hùng. Má tự vô thăm thì tụi nó quyết bắt má vô đặng coi tra tấn con, đặng thuyết phục đầu hàng. Nhưng mà mới vô nói mấy câu, nhưng mà có 1 câu á động viên nó, tức là nói, chú Tư hôm chú có ghé hỏi thăm mày, thấy không? Để lại thăm mày thì nói nhiêu đó bị tụi nó đá ra thôi. Đó, vì nó biết là không khai mà động viên con rồi. Ở bót này nó kêu lên, nó kêu lên nó con bà đi Việt Cộng tôi bắt được nè, bà lên nó mận gì bà biểu. Bà biểu nó mận gì nó khai. Tôi nói trời tôi biết nó mận gì nó biểu nó. Tôi lên tôi nói ủa chứ sao con bị bắt về đây, con coi trâu coi bò sao con bị bắt. Nói không? Cái ông bánh tôi đó, tại sao bà biết coi trâu coi bò? Tôi nói cháu bà lớn mạnh đi làm gì? Bà lớn mạnh đi làm Việt Cộng được đi được ha. Không đâu xa, ngay chính trong gia đình mình, ông đã chứng kiến nỗi đau vô bờ và sự hy sinh cao cả của hai người phụ nữ. Một là mẹ, còn người kia là vợ. Mẹ ông nuốt hết nước mắt vào lòng khi em ông hy sinh, cũng như khi vợ ông nhìn ông nghẹn ngào vì sống cùng một thành phố mà không thể đến gần nhau. Hai nỗi đau ấy đều khó nói thành lời. Chiến tranh đã tạo ra biết bao tình huống trớ trêu mà người gánh chịu bao giờ cũng là những người vợ, người mẹ. Nước mắt nhỏ giọt buổi chia tay, bởi vì khi mà chia tay thì ai cũng có nước mắt. Nhưng mà nước mắt ngưng động những năm dài khói lửa, tức là nuốt nước mắt lại để mà xông lên, để mà giết kẻ thù. Và người vợ ở hậu phương cũng làm tròn nhiệm vụ của mình. Rồi nước mắt tuôn trào ngày thắng lợi huy hoàng. Thắng lợi huy hoàng thì nó là hai loại. Người thì còn đau khổ vì chia ly và mất mát, nhưng mà cũng có những người, thấy không? Ví dụ như trường hợp may mắn như mình thì cũng còn gặp lại sau chiến tranh, sau một cuộc chiến tranh dai dẳng, là một cái cuộc chiến tranh hết sức dài, hết sức ác liệt. Và như vậy đó là mình là trong một cái trường hợp còn may mắn hơn nhiều đồng đội. Nhiều đồng đội đâu có còn gặp lại nhau nữa. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con xa cha. Nỗi đau mất mát càng lớn khi người ra đi không để lại gì, như thể tan vào hư không. Nỗi đau ấy chỉ được xoa dịu phần nào khi hài cốt của họ được trở về với người thân. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, tức Bảy Hiếu, là cụm trưởng tình báo A28, phòng tình báo miền. Sau trận càn Đông Dương năm 1970, phòng tình báo phái ông xuống địa bàn để xây dựng căn cứ xâm nhập nội thành. Trên đường đi, ông lọt vào ổ phục kích, bị thương, bị địch bắt, sau đó bị địch thủ tiêu. Ông được phong anh hùng với chức vụ trung đoàn trưởng. Còn liệt sĩ Trần Văn Thịnh là chiến sĩ tình báo của H-63, quê Hưng Yên, hy sinh ở chiến trường Campuchia năm 1970. Khi lần cuối cùng mà tạm biệt anh tôi, thì tôi ra ngoài ao rửa rau, thì được anh tôi xoa đầu và nói: em ở nhà cố gắng học giỏi, anh đi chiến đấu rồi sẽ về với quê hương và với cha mẹ, với các em. Cho nên gia đình tôi thấy cái sự mất mát của riêng gia đình cũng như của xã hội để mà giành lại được cái nền độc lập ngày hôm nay của nước Việt Nam. Tôi thấy gia đình tôi cũng đã đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chống Mỹ cứu nước. Có đồng đội của ông nằm lại cả ở nơi chân trời góc biển. Như người liệt sĩ này, một chiến sĩ biệt động từng tham gia những trận đánh gian dội ngay giữa lòng Sài Gòn. Năm 1966, sau trận đánh vào sứ quán Mỹ trên đường Hàm Nghi, anh bị địch bắn bị thương
và bắt sống, bị kết án tử và đưa ra côn đảo. Cùng hai người tù khác, Lê Văn Việt bóp ngói vượt ngục trốn trong rừng, nhưng sau đó bị bắt lại. Ông bị tra tấn vào vết thương cũ cho đến chết. Sau này, ông được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang vì các chiến công biệt động của mình. Trên những mộ bia ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, có thể đọc thấy nhiều liệt sĩ ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Giờ đây, họ đứng bên nhau như còn trong quân ngũ, trông từ xa như những cột mốc cây số trên con đường đưa đất nước đến hòa bình. Người đang sống nhớ thương người đã khuất, khắc đá làm bia dựng giữa đất trời. Những cái tên nào là chiến sĩ của ông, hay tất cả đều là những người đồng đội đã mất? Trong những người nằm lại mảnh đất Củ Chi, có những chiến sĩ ông Tư Can còn nhớ nguyên vẹn như ngày hôm qua mới gặp. Chồng của bà Nguyễn Thị Ánh, giao liên ấp chiến lược của H63, hay chiến sĩ Ẩn, trước lúc hy sinh đã nói với ông rằng: "Đừng cho mẹ tôi biết là tôi hy sinh." Và cũng không ai hiểu khi chồng bà Ánh hy sinh, đứa con út của bà vừa mới chào đời. Nén nỗi đau, bà đứng dậy và bế con đi, tiếp tục các chuyến giao liên để đường dây thông suốt. Thì tình hình của năm 68 thì kỳ sau Tết Mậu Thân thì nhiều cơ sở cách mạng bị lộ. Tổ chức lại tiếp tục phân công ba tôi thành lập một cái cụm tình báo ở Phan Rang, và mẹ tôi đi ra ngoài đó để phụ giúp với ba tôi. Thì lúc đó chúng tôi sống ở với nương náu tá túc với gia đình ngoại. Và cho tới năm 1969 thì tôi nhớ, lúc đó tôi khoảng 14 tuổi, thì tôi nhớ một cái sự kiện mà gây náo động luôn của thành phố, mà lúc đó báo chí Sài Gòn nói là Việt Cộng đã vào tới Dinh Độc Lập. Đó là cái cánh của Huỳnh Văn Trọng. Và cái lúc đó tòa án ra xét xử thì tôi bị bắt. Chúng nó không bắt được ba mẹ tôi, thì nó có bắt tôi vào Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Thì khi mà tôi vào đó thì phải nói là vì thật sự cái thời gian sống với ba tôi rất ít, mà tôi sống với mẹ tôi, thì lúc đó tôi là con gái lớn, do đó tất cả những cái tình tiết, những cái sự việc gì mẹ tôi đều nói cho tôi biết được hết. Thì khi mà bắt tôi vào thì tôi nhìn ra rất rất nhiều các đồng chí của ba tôi mà tôi đã gặp. Và lúc đó các bác, trong thời gian mà công tác như vậy thì các bác từ chiến khu ra, thì tôi cũng là người mà có thể dẫn các bác để đi gặp những cái, dưới bình phong để dẫn các bác đi gặp những cái liên lạc. Nhưng mà vì được cái sự là dặn dò giáo dục trước của mẹ tôi cứ nói là những người này tôi không biết. Và tôi cũng đã, lúc đó thì tôi cũng đã tìm ra được những cái cớ rất là hợp lý, là tôi biết, tôi tiếp xúc với những người này, tôi biết những người nào vào những dịp gì. Thì lúc đó là tụi nó tin tôi. Và khi đó thì tụi nó cứ nghĩ rằng là tụi nó sẽ theo dõi tôi để mà tìm ra manh mối của ba tôi. Thì tình hình chiến sự lúc đó quá ác liệt, do đó em tôi hy sinh, rồi sau đó là mẹ tôi hy sinh và ba tôi hy sinh. Thì chỉ trong thời gian có 6 tháng. Thì 6 tháng thì khi mà các chú ở trên cục R thấy một cái đồng chí, một gia đình mà ở nội đô mà vào mà như vậy, thì phải nói là các đồng chí rất là thương cảm và rất là xót xa. Bởi vì chúng tôi rất nhỏ, lúc đó tôi mới 14 tuổi, rồi các em thì là nhỏ nhỏ, cho tới cái em nhỏ mới có 2 tuổi thôi. Tôi biết trước thời gian mà tổng chiến công đó, các chú đã cho từng bước, cho về nhà trên gia đình ngoại tôi, cho đến gặp chú Bồng, và cho đến để định là gom chúng tôi về lại bằng mọi cách, đưa chị em chúng tôi ra miền Bắc để thực hiện cái chính sách con của nhà nước đối với con em liệt sĩ. Thì đây là một cái sự mà tôi cũng rất cảm ơn và mà rất là quý cái tinh thần đồng đội của các chú mà lo cho con em liệt sĩ. Cái này là phải nói là tôi tri ân các chú, và chúng tôi, gia đình chúng tôi lúc nào cũng mang ơn các chú. Sau khi mà tìm hiểu về cha cho đến năm nay là 22 năm, thì tôi có thể nói với các con và các cháu tôi có thể nói rằng bây giờ thì mẹ hiểu tại sao ông ngoại đã bỏ mẹ và các dì và cậu của con để chiến đấu suốt đời vì đất nước. Bởi vì trong mấy cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ đó, thì cái mục tiêu của cha tôi, ông tức là ông của các cháu,
là mục tiêu vì đất nước, và nếu cần hy sinh thì chỉ có mất, tức là ngay cuộc đời của mình. Và trong 22 năm đó tôi gặp rất nhiều các chú bác tình báo, mọi người sau khi đã đồng ý kể thì đều kể rất nhiều câu chuyện. Mỗi một câu chuyện là một sự kiện của cuộc đời hoạt động, và mỗi một câu chuyện là một lịch sử. Nhưng tôi hiểu rằng họ kể những sự kiện dính đến cha, nhưng chính là các chú bác và các cô chú đã kể về cuộc đời của họ đấy. Ngạn ngữ Pháp có câu: chỉ có sự lãng quên của người sống mới thực sự giết chết người chết. Trong những cuộc họp mặt như thế này, mọi kỷ niệm đều được khơi dậy, mọi thành viên của cụm H63 ngày xưa đều được nhắc đến, nên dường như họ cũng đang cùng có mặt. Còn với ông Tư, đây là dịp để ông ôn lại từng chi tiết trong phần đời quan trọng nhất của mình, để từ đó làm chúng sống lại trên những trang hồi ký. Tôi đến Việt Nam để nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam nói chung rất là rộng lớn, mà tôi nghiên cứu về phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập chống Pháp và chống Mỹ. Tôi đặc biệt nghiên cứu những ký ức của những người phụ nữ này. Tôi hỏi họ rất nhiều việc để gợi lại cho họ những kỷ niệm trong chiến tranh như thế nào. Họ cảm thấy như thế nào khi ngày hôm nay được sống trong một đất nước Việt Nam độc lập hòa bình. Hầu hết những phụ nữ mà tôi tiếp xúc đều là những người cựu tù chính trị trước đây. Họ thường xuyên gặp lại nhau tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Điều mà tôi rất phục ở họ là ý chí của họ. Trong bài thơ ông Tư Cang viết bên dòng sông Thị Tính, đọc cho vợ nghe trước lúc lên đường ra Bắc học tập tháng 11 năm 1973, có những dòng: đâu nhiệm vụ khó khăn, đâu chiến trường nóng bỏng, dù là chốn đô thành, nơi trung tâm nguy hiểm, hay rừng núi xa xôi trên tận cùng biên giới, ở đâu cần là anh đi tới, chưa hề lùi trước một khó khăn. Ông đã làm đúng những gì đã nói, và cũng đã nói thay đồng đội những gì họ đã tâm nguyện đeo đuổi trong một cuộc hành trình thăm thẳm. Nhờ chân cứng đá mềm, họ đã đi và cuối cùng đã đến, để sau bao hy sinh, gian khổ, mất mát, cất lên khúc khải hoàn bi tráng. Hơn nửa thế kỷ, tính từ ngày ông rời xa mái trường này để lao vào cuộc đời, vào một cuộc chiến khốc liệt và dằn vặt. Ngày ấy, cậu bé Nguyễn Văn Tàu là học sinh nghèo ở Bà Rịa, quyết chí lên Sài Gòn thi vào trường Petruski. Nhà ông nghèo đến độ khi đi thi không có tiền. Thầy giáo dạy võ ở làng cho 5 đồng đi xe lên Sài Gòn. Vậy mà ông đứng thứ 5 trong số học sinh đậu vào ngôi trường công lập danh giá nhất miền Nam này. Để nhận được học bổng, ông đã cố gắng học ngày học đêm. Ngày nghỉ, ông ra phố mua những quyển sách cũ về cặm cụi ngồi học, và phải cố gắng học để có được học bổng mà theo học tiếp ở Sài Gòn. Cuối cùng, cậu học sinh nghèo tỉnh lẻ trở thành thủ khoa của trường. Những gì học được ở đây
đã cho ông một vốn liếng quý báu trong nghề tình báo về sau. Khởi thủy, trường có tên College de Cochinchin. Năm học đầu khai giảng vào tháng 9 năm 1927. Một năm sau, thống đốc Nam Kỳ lấy tên nhà bác học British Trương Vĩnh Ký đặt cho trường. Sau ngày miền Nam giải phóng, trường mang tên lãnh tụ Lê Hồng Phong. Không ít cựu học sinh của trường là những tên tuổi lớn trong đủ mọi lĩnh vực: Phạm Thiều, Dương Minh Châu, Trần Đại Nghĩa, Hồ Hảo Hớn, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Nghệ, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, vân vân. Cậu bé Nguyễn Văn Tàu sinh năm 1928 trong một làng quê nghèo ở xã Long Phước thuộc thị xã Bà Rịa. 17 tuổi, Tàu tham gia phong trào thanh niên tiền phong của Việt Minh, hàng đêm đi đánh trận giả, học võ, vân vân. Những ngày cướp chính quyền năm 1945, Tàu cũng cầm gậy tầm vong đi theo dân làng. Năm 1947, Nguyễn Văn Tàu bỏ nhà lên chiến khu theo Việt Minh, để lại người vợ mới cưới một năm. Cuộc đời người chiến sĩ bắt đầu từ đó. Long Phước, quê ông, có tới 3 người anh hùng trong thời kỳ chống Pháp, là anh hùng Nguyễn Văn Mạnh, hy sinh lúc mới 16 tuổi, và anh hùng Trần Văn Thượng, một tiểu đoàn trưởng cũng bị giặc Pháp sát hại. Còn ông là người anh hùng thứ 3 trong thời kỳ chống Mỹ. Hồi nhỏ, gia đình nghèo khổ, Nguyễn Văn Tàu phải gánh hàng rong đi bán trong xóm phụ mẹ. Không có nghề nào cậu không làm, miễn là kiếm ra tiền giúp mẹ. Nhưng anh vẫn ham học, tiếng Pháp nói giỏi nhất làng. Rồi anh lấy vợ, vợ có mang, nhưng giặc đến và tất cả đã đổi thay, như sau này ông viết trong một hồi ký. Những tưởng cuộc đời cứ êm ả trôi xuôi, đôi vợ chồng sẽ sinh con đẻ cái, rồi cứ thế lớn lên, lần lần già đi rồi chết, được chôn trong vuông tre của ông bà. Nhưng giặc Pháp ùn ùn kéo vào làng, súng nổ, người chết, nhà cháy, không thể sống yên được nữa. Người em thứ 8 của tôi nó tên là Trần Văn Dẻo, đi cách mạng tên là Trần Minh Hùng. Thì đó là cán bộ thanh niên của tỉnh. Thì cái năm mà mình quánh mậu thân đợt 1 á, thị xã Bà Rịa, Long Điền, Đất Đỏ rồi nó nổ súng á, thì nó được phái tên cán bộ thanh niên tỉnh về phái tăng cường ở xã Long Phước để mà rút thanh niên, rút thanh niên bổ sung cho bộ đội. Buổi sáng không may là có một cái tay phản bội đầu hàng, nó bị giặc Úc bắt thì dẫn đi trong cái vùng lùm cây đen Phước Hữu á, thì đã chỉ miệng hầm. Mà trong hầm đó thì có cái chi quỹ xã Long Phước ở trong, có đồng chí Huỳnh Văn Tửng bí thư, phó bí thư và các chi quỹ viên ở trong, và Hùng nữa, tức là Hùng tức là Dẻo đó. Thì như vậy sau một hồi đó, Dẻo nó có cây cạc pin, nó bắn lại với bọn Úc một lúc đó, thì hết đạn. Và thảo luận tập thể với nhau là không để giặc bắt và quyết tâm hy sinh. Hy sinh tập thể dưới hầm. Lúc đó là em vừa tròn 20 tuổi, sinh năm 48 và hy sinh 68. Sau khi mà nó hy sinh thì nó vì là con út trong gia đình cho nên má mình rất là thương nó và khóc dữ lắm. Thì mình là đang trong cái vòng dây của giặc ở trên Sài Gòn, vì cái đợt tháng 5 đang mở, và mình đang ở trong một cái nhà ở Thị Nghè, và giặc ở trên này nó rao, còn ở ngoài đường thì giặc nó đang dây. Thì như vậy mà má mình được một cô giao thông của cái cụm tình báo của mình á, dẫn vô để thăm mình. Má mình mới bình tĩnh nói, tao lên á là để cho mày hay là Dẻo nó hy sinh rồi. Và trường hợp nó hy sinh là như vậy đó. Thấy không? Nhưng mà có một câu nói là mình rất xúc động. Mình xúc động cái thứ nhất là má mình không khóc, không khóc. Mình biết rằng đã khóc nhiều rồi, do đó lên nó cố làm cho mình bình tĩnh để xử trí với giặc. Còn ở trong vòng dây của giặc mà, tháng 5, 68 thì giặc đang mở đợt đó. Thì như vậy là một cái là không khóc. Cái thứ hai
là nói dẻo nó hy sinh, nhưng mà thà nó chết như vậy á, tao chịu. Tao chịu chứ còn hơn mà nó đầu hàng. Thì tối hôm đó mình nằm một mình ở trong cái căn phố thì nghe, mà bên ngoài thì giặt dây, trên này thì trực thăng á. Thì má mình về rồi mình mới khóc một mình. Tại vì nhớ thương em. Lúc mình đi tập kết năm 54 thì nó ra tới Xuân Mộc, năm đó mới có 6-7 tuổi. Và mình nhớ tới cái thơ mà nó viết về cho mình trên chiến khu á. Vì khi nó đi á, thì nó tính là đi theo anh Tư. Nhưng mà rồi á, là nó đi vô dưới địa phương xã đây. Thành ra mình mới viết thơ xuống, mình nói em đi cách mạng ở đâu cũng vậy. Miễn là làm sao em cố gắng phát huy truyền thống của gia đình, của xã mình. Là quấn tới cùng, không bao giờ đầu hàng giặc. Là nó viết cái thơ lên trên chiến khu mình được đó. Mình còn nhớ nét chữ của nó. Nó viết một cái thơ rất là xúc động. Nó nói, anh Tư cứ tin đi. Em trong trường hợp mà khó khăn em sẽ biết cách xử lý như anh Tư nói. Thì quả nhiên là nó đã hy sinh một cách anh dũng. Ông vẫn thường về ngôi nhà của gia đình ở Bà Rịa để nhớ về mẹ, nhớ về các em. Đây cũng là nơi ông chọn để ngồi viết lại những hồi ức của thời trai trẻ. Những hồi ức ấy ngồn ngộn vốn sống và những kỷ niệm chiến tranh của một người lính chiến đấu trên một mặt trận đặc biệt. Cho đến lúc này, ông đã viết được 5 hồi ký: Sài Gòn Mậu Thân 1968, Nước Mắt Ngày Gặp Mặt, Hoàng Hôn Trên Chiến Trường, Bến Dược Dùng Đất Lửa và Trái Tim Người Lính. Nhưng ngay từ năm 1991, Thượng tướng Trần Văn Trà viết trong lời tựa cuốn Trái Tim Người Lính: Đại tá Nguyễn Văn Tàu không phải là một nhà văn, nhưng anh biết ghi lại những gì anh đã từng sống trong chiến tranh. Những gì ông viết ra, tự thân chúng đã là những tư liệu chiến tranh mà chỉ một đại tá chỉ huy tình báo mới biết rõ. Cộng với sự tài hoa bẩm sinh của một tâm hồn nhạy cảm nên đầy sức hút. Đọc Nước Mắt Ngày Gặp Lại, không ít người tưởng đang đọc câu chuyện của chính mình trong những ngày cả nước chung cảnh ly tán và đau đớn với những tình huống éo le mà chiến tranh gây ra. Sống ngay trong cùng một thành phố với vợ con, vậy mà vì nhiệm vụ họ không được phép gặp nhau, có khi nhìn thấy nhau đấy, nhưng phải quay mặt làm ngơ trong suốt 30 năm dài. Nhồng ơi, Nhồng, tao gọi nhiều lần, cánh cửa từ từ hé mở. Bóng hai người đàn ông cầm đèn pin bước ra. Một người nói, thưa ông tìm ai ạ? Hai ông có biết hai mẹ con cùng đi làm ngân hàng đó mà. Vậy thì hai mẹ con bà Ảnh với cô Giang rồi. Còn cách mấy căn nữa. Mà phải gọi cô Giang mới đúng. Tao mỉm cười, tao thích gọi con bằng cái tên một loài chim biết nói mà má vợ tao đặt cho nó lúc mới sanh. Và vợ tôi đã gửi thơ vào chiến khu báo tin cho tôi. Tao lái xe lần đến mấy căn nữa và tiếp tục gọi, Nhồng ơi, Nhồng. Ngọn đèn hàng ba được bật sáng, tiếng dặn ổ khóa lách cách. Ở đây nè, anh về đó hả? Em biết mà, nghe gọi tên Nhồng, em biết chỉ có anh. Vợ tôi mừng quá, chạy ra giọng liếu riếu đứt quãng. Tôi ôm lấy vợ tôi, đặt một cái hôn lên trán. Một cái hôn nồng cháy sau gần 30 năm xa cách. Nhớ lại buổi tiễn biệt cạnh bụi chuối sau nhà, những cái hôn tràn nước mắt của đôi vợ chồng trẻ, những lời hứa hẹn, những ước mơ hạnh phúc trong ngày gặp lại. Sau gần 30 năm chiến đấu, đêm nay hạnh phúc đã đến thật sự trong vòng tay đây rồi, mà cứ tưởng như một giấc mơ. Tư Cang is an excellent writer and a poet. Tôi xin nói về ông Tư Cang. Ông là một nhà văn, nhà thơ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi thật sự may mắn khi được dịp nói chuyện với ông Tư. Ngoài những câu chuyện ông Tư kể thì tôi được biết thêm về câu chuyện của ông Tư với bà Tư. Khi tôi nghe được câu chuyện của ông, bà xa cách nhau trong mấy chục năm, tôi rất cảm động về tình cảm của họ. Qua tất cả những lần tôi được tiếp xúc với ông Tư,
Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi rất thích ông Tư. Ông là người có đầu óc hài hước. Ông Tư rất hay đùa, giống như tôi vậy. Ông Tư là một người rất dễ mến, cởi mở. Tôi nhớ đến giây phút mà tôi trao quyển sách viết về một người bạn lớn của ông Tư. Tôi nhớ lúc đó ông Tư nhận quyển sách rất cảm động, và tôi cũng cảm động. Là một cán bộ là có thể nói rằng được anh em rất là tín nhiệm, mà cũng là một xạ thủ xuất sắc nổi tiếng ở cái sư đoàn 338, thôi vào cái hàng xạ thủ quốc gia đấy. Rồi sau này thì về lại tôi gặp và tôi cũng biết một số cái công việc của anh Tư, thì tôi thấy rõ ràng rằng đây là một đồng chí cán bộ, tôi cho là một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, một cán bộ hết sức là trung thành với cách mạng, một cán bộ có nhiều cái tài năng, nhiều cái năng khiếu phù hợp với công tác tình báo. Huyện ủy, ủy ban với huyện đội năm bộ sách để làm kỷ niệm trong cái ngày gặp gỡ vì mình cũng một công an. Những cuốn sách, những câu chuyện kể của ông có sức lan tỏa thật đặc biệt. Những tên tuổi gắn liền với cụm tình báo H63 danh tiếng. Người anh hùng thường nhận được sự ngưỡng mộ ở những nơi ông đến. Chỉ có một lần, ông mất đi phong cách dí dỏm, cởi mở của mình. Đó là lần thăm Côn Đảo này. Trong ký ức chiến tranh của ông, đã từng nghe đến ngục tù Côn Đảo, đến chuồng cọp và những hình thức tra tấn dã man của kẻ thù đối với các đồng chí của mình. Nhưng thực tế hôm nay, ông nhìn thấy vẫn là những hình ảnh tàn bạo và đau thương. Có lẽ ông đang chiêm nghiệm về những gì thực tế đã diễn ra ở đây nhiều chục năm trước. Các đồng chí của ông vẫn là những con người hiên ngang, không khuất phục kẻ thù, thà hy sinh không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Từng nhiều phen giàu sinh ra tử, dọc ngang trên khắp các chiến trường, từ thầm lặng đến ác liệt nhất, không ít lần chuẩn bị sẵn cho mình cái chết. Nhưng giờ đây, đứng ở một khoảng lùi đủ xa để nhìn lại, ông nhận ra hình như cuộc chiến ấy vẫn chưa phô bày hết độ khốc liệt của nó. Nơi ông trở lại nhiều lần nhất kể từ ngày nghỉ hưu chính là mảnh đất này, nơi mà vào năm 1971 đơn vị H63 của ông được trao cờ danh dự 10 năm bám trụ Củ Chi. Nhiều đồng đội của ông đã nằm xuống ở đây. Kết thúc chiến tranh, trong tổng kết báo cáo của ngành tình báo, lưới H63 đã có 45 người thì hy sinh hết 27, bị thương 13 người. 27 chiến sĩ đã nằm lại vĩnh viễn ở mảnh đất này, và tên tuổi của họ mãi được đồng đội nhắc đến. Chiến tranh cùng với quy luật nghiệt ngã của nó, dù vậy, những con người đã từng là thành viên của H63, dù còn sống hay đã hy sinh, đều đi vào huyền thoại trong lịch sử của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Cũng chính trong những ngày chiến đấu khốc liệt ở Củ Chi, cụm tình báo H63 được tuyên dương anh hùng ngay tại căn cứ. Bám trụ tại một chiến trường ác liệt để giữ liên lạc không đứt ngày nào với giao thông mật trong ấp chiến lược, với mạng lưới chiến sĩ tình báo trong nội thành, đó quả là một kỳ tích. Giữ được an toàn cho những điệp viên như Phạm Xuân Ẩn, như Tám Thảo, như Hoàng Nam Sơn cho đến ngày chiến thắng là một kỳ tích khác. Cái đơn vị H63 được tuyên dương hùng thì tôi thấy đó là coi như một cái thành tích của chú Tư. Mà bên cạnh của H63 được tuyên dương anh hùng là phải, nó không phải cá nhân của chú, mà cũng là cái tự hào quan điểm con bản thân trả cá nhân tôi cũng như tất cả các anh em khác, đều là coi như một chiến sĩ nằm ở một đơn vị này. Mà một cái đơn vị này mà được tự hào nhất là được một cái đơn vị được tuyên dương anh hùng. Cái người thủ trưởng có cái tinh vi sắc sảo mà chỉ huy cấp dưới,
cấp dưới thì mình lại chấp nhận cái cấp trên. Thì hoàn chỉnh cái nhiệm vụ nào cũng vậy, cũng hoàn thành cái nhiệm vụ của anh Tư Cư, mà hoàn thành cái nhiệm vụ thoải mái chứ không phải gọi. Ông Tư Cang á, là ổng là một người lãnh đạo coi như là xuất sắc, tại vì hòa đồng với anh em, coi như là ăn đi ngủ yết gì, coi như là tối về dân nghệ dân yết rồi này nọ, coi ông sống với tụi tôi là coi như anh em là coi như rất thương ổng. Cái uy tín của anh Tư á, ở trong cái công tác lãnh đạo anh em, rồi công tác quan hệ ngoại giao, rồi công tác chữ ý đạo các lứa điệp báo, rồi cái công tác của anh Tư mình thì tinh thần của anh Tư thấy không, là thể hiện lên anh em thấy rõ là người rất dũng cảm. Ngoài ra những công tác gì cũng hoàn thành không nói, nhưng mà còn khi thực tế trong chiến đấu thì anh Tư cũng sẵn sàng chiến đấu, thà thì hy sinh. Cán bộ chiến sĩ được cảm phục trước Tư Cang, đó là tôi nói một cái cách là nếu mà nói ngoài ra cá nhân thì không nói nữa, cá nhân tôi thì trở lại coi như số một ổng rồi, nhưng mà nói tất cả trong cái đơn vị, từ cán bộ chiến sĩ, từ cán bộ cơ yếu tới là cán bộ bảo vụ rồi dân dân đều coi như cảm phục. Chúng tôi thành thực tin rằng ông không xem danh hiệu anh hùng là phần thưởng lớn nhất của đời mình, mà đó chính là niềm hạnh phúc giản dị ông có được vào một sớm mai bình yên như thế này, trong mái nhà đơn sơ, bốn thế hệ cùng ấm êm chung sống. Niềm hạnh phúc ấy thật đơn giản, vậy mà để có nó, hơn một thế hệ phải đánh đổi bằng máu xương và bằng biết bao hy sinh thầm lặng. Như ông, ra đi khi còn trai trẻ, hết chiến tranh trở về đã thành ông ngoại, và giờ thì thành ông cố. Sau chiến tranh chống Mỹ, ông nào được ngơi nghỉ mà lại bước vào cuộc chiến mới bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Năm 1979, ông không còn đủ sức khỏe nên được đưa về Vũng Tàu làm hiệu trưởng trường văn hóa quân khu. Ở trường được một năm thì ông nhận quyết định nghỉ hưu cùng giám định thương tật xếp thương binh loại A hạng 2/4. Vậy là cuối cùng, người thanh niên ra đi lúc 18 tuổi, nay tóc đã hoa râm, ông được trở về với đời thường. Trong những năm tháng dằn vặt của cuộc chiến, ông Tư Cang không ít lần mơ thấy cảnh mình nắm tay vợ đi giữa Sài Gòn. Cuộc ra đi kéo dài gần 30 năm. Khi ông trở lại miền Nam hoạt động tình báo vào năm 1961, suốt những năm dài, ông và bà chỉ đứng đằng xa nhìn nhau. Đến năm 1966, ông vào thành hoạt động và ở trong nhà điệp viên Tám Thảo. Đã có lần bà đi ngoài đường và trông thấy chồng mình sánh đôi tay trong tay cùng cô điệp viên xinh đẹp này. Bà bỏ dở buổi xem phim với bạn bè, dù vẫn biết ông làm như vậy vì nhiệm vụ. Đó là một hy sinh lớn lao mà thầm lặng khác, một trong những bi kịch chiến tranh mà bộ phim này vẫn chưa thể nói hết.